Hôm nay có mấy con vàng cơ, mọi người có thể săn thành một đôi luôn. Cái này là hàng của Colon Sport, hàng siêu đỉnh cao nhé, trong dòng phao nhé mọi nhé. Thì cái này tôi thề bán 1 triệu chắc có bà chốt luôn. Em hôm nay nhé, hôm nay là lần đầu tiên em phá lệ của áo phao lớn hơn 500.000. Có size bé không à? Chắc có đấy. Ôi trời, bà Huy Hoài hỏi thừa quá. Phao Hàn Quốc thì chắc chắn là phải lông vũ là đỉnh cao rồi. Cái phao Hàn ấy mọi người, chủ yếu là lông vũ bởi bọn nó dùng xịn lắm. Còn lại còn cái phao chung ấy thì hỏi là có phao bông không, kiểu giống như kiểu là bà hỏi phao Hàn kiểu có lông vũ không, giống kiểu như phao chung có phao bông không ấy, toàn là lông vũ. Hỏi cái lô này hỏi có phao bông không ấy thì bà hợp lý. Có, hôm nay có nam nhé, bác ca nhiều, bác ca đẹp lắm. Có siêu nhẹ luôn. Có mấy con vàng siêu đẹp nhá. Hôm nay có màu, có màu lạ lắm. Hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi dự có những con phao bán trên 500.000. Bình thường 500.000 là tối đa rồi, nhưng hôm nay có con phao trên 500.000 nhá mọi người. Cái này những con vàng như này thì đỉnh của chóp luôn. Đây là con vàng này cũng đẹp. Con vàng này các bạn size nhỏ lấy luôn cho tôi. Con này nó là thuộc người này, nó hàng của Black Deer nhá mọi người nhá, cực kỳ xịn luôn. Hôm nay mấy con vàng, 400 con vàng luôn. Cái con vàng này mới đẹp này, thề mọi người luôn này, quả lông của nó lót xịn chưa, nói chung là nó là đỉnh của chóp rồi, thế nên là không phải là suy nghĩ luôn. Con vàng nào đẹp. Lên con nào trên 500 thì từ từ ấy. À, có con một con nam rất xịn này mọi người này. Con nam này rất xịn này. Em nhìn thấy. Con nam này siêu xịn luôn này. Xịn cả từ chất cho đến từ lông cho đến từ tất cả. Đây là cái chất của nó là chất này cơ. Đây, nhìn chưa? Đây, con nam mà em. Đẹp quá. Lên mạng đứng im ý. Hôm nay chuẩn bị tiền các bạn nhá. Việc của bọn em đây là chỉ cần chuẩn bị tiền thôi, còn lại là để em nó. Em yếu lên nhỉ, anh xem tín hiệu mạng có tốt không? Ok, 230 mấy mắt rồi nhé, em lên luôn đây. Anh luôn không muộn nhé. Em bác ca đầu tiên nhé, màu vàng này. Bác ca của nó là bác ca lông vũ nhé mọi nhé. Dành cho chị có cân nặng tầm từ 53-60 cân. Dưới 60 cân ạ, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhé. Thực ra các bà 50 cân thích có thể lấy được, bởi vì mặc rất là ấm luôn. Dưới 60 cân nhé, lông vũ cho em này. Em này em lấy mọi người 450. Oh, mình có thể bắt cái này đầu tiên là sao nó ghi là áp màu tay phải này. Không có áp màu đâu. 450 nhá, 450.000 nhá bạn nhá. 450.000 mã số là 281. 450.000 mã 281. Cái mát là tuyệt vời, cái mát xịn nhá. Đây một con lam siêu đẹp luôn. Con lam này siêu đẹp nhá. Thằng lông vũ của Nam này. Chồng bà nào có cân nặng tầm từ 60 6
58 đến 60 là 64 cân nhá, dưới 64 cân của nam cho em này. 58 đến 64 cân nhá, dưới 64 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này em lấy mọi người mức giá 450 của nam. Con này rất xịn luôn, mã là 288. 288 cho em nhé mọi người nhá. 288 cho em này, 450.000 mã số là 288. 450.000 mã 288. Con này xịn rồi, con này tôi bán 500 nhá. 284 thì trắng cương. Con này tôi bán 500.000 nhé bà nhá. Con này 40 trên 48 cân. 288 chốt chị Hiền Đàm. Thôi ưu đãi cho các bà nhé. Con này tôi bán 450 xong bán 500.000 cho bà đâu. 40 48 cân nhá, dưới 48 cân, 48 cân quay đầu mặc đẹp này. Em này 450.000 mã số là 143, không chất không lấy tiền. Mã 143 cho em nhé. 143. Tiếp theo em phao ngắn, phao thể thao nhé mọi người nhá. Phao thể thao ngắn này. Con này nhá, dòng này là dòng đi tuyết cho em size 95 của nữ. Ôi chịu quá đi. Em này nhá, size 95 của nữ ạ. 55 đến 60 cân, siêu đẹp luôn. 55 đến 60 cân nhé, 60 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 60 cân nhé. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 400.000, mã là 225. 400k mã số là 225. Có phao lông vũ chị ơi, 143 chị Tuyết Lê. Có, phao lông vũ. Đa phần là phao lông vũ, con nào không phải lông vũ em bảo. Con này một em hàng hiệu của bác ca này. Con bác ca này mũ lông thật nhé mọi người nhé, 500 này. 225 chị Hoa Nguyễn. Bác ca này size 95. Ê, nam nữ đều mặc đẹp nhá. Nam nữ đều mặc đẹp ạ. Nam và nữ đều có 57 cho đến 60. Dưới 63 cân. Dưới 63 cân mặc đẹp con này nhá. Nam và nữ đều mặc đẹp nhá. Con này chất xịn cực kỳ luôn. 57-63 cân. Dưới có áo nam, có áo nam nhá. Dưới 63 cân. Có nam, có nữ, có siêu nhẹ, có bác ca, có mũ lông, có lông vũ. Toàn bộ hầu như là lông vũ hết đấy. Dưới 63 cân nhá. Em này 500.000 nam nữ đều ok. Mã số em này là mã 263. 263. 263 lông thật nhá mọi người nhá. 263 đây này. Tiếp tục nhá mọi người. Đây là một em áo nam rất là đỉnh của chóp luôn. Hàng của Proset nhá. Con này là một con trên 500.000 của nam. Em chứng minh chứng cho mọi người thấy này. Có siêu nữ nhẹ chị ơi. Có siêu nhẹ nữ. Siêu nữ nhẹ. 263 chị Nam Trinh Nguyễn. Đây này, con này nhá, nó có hai lớp mọi người ạ. Một lớp của alpaca rất ấm rồi và một lớp là siêu nhẹ ở bên trong. Mọi người có thể thành hai áo được luôn, mọi người nhìn chưa? Mọi người có thể thành hai cái áo. Đây là một cái áo đầu tiên em bán trên 600.000 một cái dòng phao nhá mọi người. Alpaca nam. Mọi người nhìn thấy chưa? Hai lớp ấy mọi người có thể bỏ ra được luôn ạ. Nam chồng chị nào có cân nặng tầm từ 64 cho đến 68 cân. Dưới 68 cân quay đầu nhá, dưới 68 cân quay đầu có hai lớp này. Mọi người nhìn chưa? Hai lớp, một lớp của nó là siêu nhẹ lông vũ nhá, có thể bỏ ra được. Một lớp là Pakka, đại hàn luôn. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 600 nhá. Con đầu tiên trên cuộc đời em bán la phao trên 600.000 mọi người biết nào. 600.000 mã số là 505. 600k mã số là 505 cho em. Nó thể hiện là độ xịn tuyệt vời luôn. 600.000 mã số là 505 cho em nhé. Tiếp theo một em bắc ca đen của nam nhé mọi nhé. Em chưa bao giờ bán phao trên 500.000 đâu bởi vì em 505 có... nữa thì Phu Phương. Em có một lời thề là em bán hàng si này bán giá rất là hợp lý luôn, thế nên là mọi người yên tâm. Kéo khóa chị ơi, chị bị kéo rồi. Tiếp theo một con parka đỏ rất là xịn của nữ nhé. Con này là 500. Nữ cho em nhé, lông vũ. Như con này mọi người đều kiểu ngất thôi. Em này các chị size S và M nhỏ cho em ạ. 45 đến 55 cân. Nữ nhá, siêu đẹp luôn. 45 đến 55 cân, chỉ cả mọi người trả hơn 500.000 em không bán đâu, bán 500. Em này mức giá của nó là 500.000, mã là 840. 500k mã số là 840 cho em nhé. Xịn kinh khủng luôn. 500.000 bạn 840. Cái dòng này trên thị trường toàn giá cả khủng. Tiếp theo nhé mọi người. Mà em parka của nam. Em này nhá, chồng chị áo cân nặng 65 đến 70 cân ạ. 70 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 70 cân ạ. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 400.000, mã là 320. 400.000 mã số là 320.
400k mã số là 320. 840 chị Linh Hà. Của em Paka của nữ siêu đẹp kia nhá mọi nhá. Paka màu tím than của nữ này. Có cả siêu nhẹ các thứ nhá. Đấy em chút, siêu thiên Paka siêu. Hàng lông vũ của nữ nhá mọi nhá. 47 đến 55 cân. Dưới 55 cân quay đầu vào đẹp này. Đẹp chưa? Em này mức giá của nó là 500.000 nhá, mã là 308. 500k mã số là 308 cho anh. 500.000 mã số là 308 cho anh nhá. Lông vũ bên trong. Một em của Colon Sport nhá. Con này thì nó là hàng đỉnh cao của đắt rồi. Nó bị bẩn bẩn nhẹ ở phần tay này thôi. Bởi vì hàng xi thì không tránh khỏi đâu. Đây bẩn nhẹ đây. Phần tay này có hai chấm này thôi. Hầu như là em sẽ không giảm giá nhiều cho cái này nhá. Bởi vì nó là hàng xịn. Cái lông vũ của nó hầu như là 90 trên 10 luôn ấy. 308 chị Nguyễn Hoa. Có bẩn nhẹ tay nhá mọi nhá. Chồng chị áo cân nặng 68 đến 75 cân, dưới 75 cân nhá. 75 cân quay đầu mặc đẹp dưới 75 cân. Bẩn nhẹ ở cái tay này, bẩn nhẹ ở cái tay này nhá. Em này lấy mọi người mức giá của nó 350, bẩn nhẹ tay nhá. Mã số em này là 487. 350, mã số là 487 cho em. 350.000, mã số là 487 cho em này. Một em Paka của Nam siêu xịn luôn. Con này Nam size to nhá mọi ơi. Rất là chất chơi của Nam luôn. Mình có mắt ăn chơi rách rời luôn. Chồng chị nào có cân nặng tầm từ 75 cho đến 80 cân. 80 cân một con siêu phẩm của Nam nhá. Dưới 80 cân này. Đẹp của Nam nhá, dưới 80 cân, con Paka này mới tinh. Em này lông thật nhá, 450, mã là 423. 450.000 mã 423 cho em này. Lông vũ đấy. 450k mã số là 423 cho em. Đợi đợi em chút, em sẽ lên. Siêu nhẹ gì? Tiếp theo nhá mọi nhá, một em hàng đi tuyết ngoài trời của bọn Ellie nhá mọi nhá. Em hiểu này. Đây, con này là có hai lớp khóa nhá mọi nhá. 320 nữa chị Nguyễn Thị Thảo. Hàng hiệu của Ellie nhá, cái này của nữ cho em. Hai lớp khóa nhá. 43 chị Lê Phương. Em này chị nào cân nặng size tầm từ 57 đến 62 cân. 57 đến 62 cân xịn chưa? Dưới 62 cân nhá, dưới 62 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá của em này em lấy mọi người là 400.000 nhá. Không đắt một tí nào luôn, rất rẻ luôn. Mã là 496. 400k mã số là 496, hàng của Ellie nhá. 400k mã 496 cho em này. Siêu nhẹ hả? Siêu nhẹ đơn giản thôi. Siêu nhẹ của Nam đây mọi người ơi. Siêu nhẹ lông vũ nhá mọi người nhá. Siêu nhẹ lông vũ của Nam này. Ngóng trắng tay á. Không có. Size 100 của Nam nhá, 65 đến 70 cân của Nam. 65 đến 70 cân của Nam nhá, dưới 70 cân này. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 370 nhá. Mã số em này là 245. 370.000 mã số là 245 cho em nhá. Tiếp theo em lên một em hàng siêu nhẹ của Nike nhá mọi nhá, của nữ. Siêu nhẹ Nike của nữ nhá mọi nhá. Mác có đánh là size S của nữ. Siêu nhẹ lông vũ của Nike nhá mọi nhá. Chị nào có cân nặng tầm từ 47 đến 52 cân. 52 cân quay đầu mặc đẹp hàng của Nike nhá, hàng hãng này. 245 chị Hà Đào. Em này 370, mã số là 450, hàng của Nike nhá. 370 mã số là 450. 370.000 mã số là 450 nha nhá. Tiếp tục này. Nó treo dày quá, không tìm được nữa. Tiếp theo lên em áo siêu nhẹ của Adidas nhá. Cái này của nữ, các chị size to cho em này. Nữ, hàng của Adidas cho em nhá. Adidas nữ, các chị này. Chị nào cân nặng tầm 50 đến 55 cân. 50, 55 cân nhá, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 360, mã số em này là 352. 360.000 mã số là 352 cho em. 360 mã số là 352. Siêu dài. Một em áo phao mũ lông tuyệt vời của các chị nữ. Con dáng áo đại hàn này siêu đẹp luôn. Chị nào được con này quá đỉnh luôn. Mũ của nó mũ lông thật nhá mọi nhá. Màu đẹp này.
Em này các chị size S cho em nhá, 45 đến 50 cân. Ấm lắm và rất xịn luôn. Dáng dài này, 45 đến 50 cân nhá. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Mức giá của em này là 500, mã số là 359, siêu phẩm luôn. 500.000 mã số là 359 cho em nhé. 500.000 mã 359, cái này là mũ của nó lông thật nhá. 500k mã số là 359 cho em nhé. Tiếp theo. Có dần là size S không ạ? Không. Quá là hả? Các bạn mua hàng si chịu khó một chút. Săn đi. 359 chị. Siêu nhẹ của nữ nhá, 55 đến 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. Em này 350, mã là 452. 350 mã 452. Các bạn cứ hỏi thế là tôi trả lời không hết. Tiếp tục nhá. Một em hàng phao siêu nhẹ của New Balance. Siêu nhẹ của New Balance nam nhé mọi nhá. Những con này thật sự mọi người luôn. Mọi người có mua hàng tuần thì cũng phải tầm triệu trở lên. New Balance này size 95. Nam. Chồng chị nào có cân nặng tầm từ 60 đến 65 cân hàng New Balance nhá. 60 65 cân, dưới 65 cân hàng New Balance, hàng lông vũ đấy. Em này mức giá của nó là 400.000, mã là 438. 400k, mã số là 438, hàng hiệu xịn luôn. 400.000 mã là 438 luôn. Tiếp theo nhá. 452 chị Lan Lan Vũ của em phao nam rất là xịn luôn này. Size 100 của nam. Chồng chị nào cân nặng 64 68 cân của nam nhá, dưới 68 cân của nam, 68 cân của nam quay đầu nhá. 308 mã là 340 này, sửa mã. 308 mã là 340 đi nhé. Tiếp tục. Nhiều quá. Chưa biết lấy từ đâu. Mà em size phao lông vũ nhá, hàng của Plastic Island phao size nhỏ của nữ này. XS của nữ nhá. 40 đến 48 cân của nữ cho em này. 40 48 cân, dưới 48 cân nhá. 48 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Dưới 48 cân thôi. Em này mức giá của là 360 nhá, lông vũ xị, lông vũ nhẹ lắm. Mã số em này là 701, có mũ này. 340 chị Liên Hoàng Bích. Phải đừng kêu với tôi nữa, tôi không biết đâu. Cái hàng si này mọi người ơi, như này này. Mọi em hàng hiệu là vết bút này. Hàng si là như này này. Có cái lô này thì nó sẽ có size này, có cái lô kia nó sẽ có size kia. Mọi người đã tìm siêu phẩm rồi, mọi người phải chờ đợi chứ. Cứ kêu là mấy số like mình chả săn được chỗ nào. Em thấy khách nhà em toàn săn được con đẹp. Tiếp theo này, con này của nữ nhá, mọi người ơi, size 95 của nữ này. Con này quá xịn luôn. Hàng hiệu đấy nhá. Em này chị nào cân nặng tầm từ 53 đến 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Ui chị Ben Hoàng ơi, nếu mà chị thấy chị đi mua hàng mới thôi. Thôi em không giải thích nữa đâu nhá. Hàng si này nó khó lắm. Hàng si này chị nào biết rồi thì mọi người mua không. Em đây là hàng đã qua sử dụng rồi nhá, không phải hàng mới đâu mọi người ạ. Thế nên là mọi người cứ đòi hỏi là size S đi, size M, size L đi, không có đâu. Tùy kiện nó mới có thôi. Ok chưa? Chứ không phải là mọi người cứ comment thế là lên được đâu. Cứ comment thế là có hàng rẻ mà đẹp mà lên được đâu. Như thế mọi người cứ comment thì em sẽ lên hết luôn. Không có đâu. Mọi người sẽ phải tìm ấy. Bởi vì tìm nếu được ra hàng vừa rẻ vừa đẹp. Nhưng con này mọi người mua không dưới 5-6 củ luôn ấy. Em này 53-60 cân nhá. Em này 500.000 này, mã là 427. 500.000 mã là 427 cho em nhá. Xịn chưa? Comment mà ra được thì tốt. Em comment trước cả này. Tiếp theo em siêu nhẹ, phao béo siêu nhẹ của nữ nhé, size 85. Hàng tốt đen này mọi người ơi, cái chất lông của nó là 90 trên 10 luôn. Nghĩa là hầu như của nó là nguyên chất và không có lông, kiểu nó là siêu nhẹ đấy mọi người. Cái hàng 90 trên 10 là hàng đỉnh cao nhất rồi. 80 trên 10 cũng gọi là xuất sắc lắm rồi. Em này nhá, các chị có cân nặng size M cho em nhá, 48 đến 55 cân siêu nhẹ này, dưới 55 cân nhá. Con này mọi người đi đâu mua được 370.000, vào đây quay đây bảo em. 370 nhá, mã là 722. 370 mã số là 722. Nghe nhá. Tiếp theo này. 722 chị Thu Thủy. Tiếp theo nhá, một em áo phao lông vũ của Jordan size S nhá mọi nhá. Em phao dáng dài của Jordan size S này. Xịn lắm luôn. Size S thôi mọi người nhé. Em này các chị có cân nặng tầm từ 47 đến 52 cân. Dưới 52 cân nhé. Hàng của Giordano này. Hàng lông vũ luôn nhé mọi người nhé. Chuẩn xịn và rất ấm luôn. Em này em lấy mọi người 400 thôi. Mã là 747 737. 400.000 mã 737. 400k mã 737 cho em nhé mọi người nhé. 400.000 mã 737 cho em.
một em phao thể thao của Nam hàng đi tuyết ngoài trời nhá mọi nhá, hàng Nam thế, màu rất đẹp luôn, trong một lót lông siêu ấm nhá, nó là dòng phao lông vũ size 100 của Nam. Chồng thì nào cân nặng tầm 68 cho đến 72 cân. Đấy ơi, chị bút thép. Dưới 72 cân quay đầu một đèn, dưới 72 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 450, hàng xịn luôn, mã số là 429. 450, mã số là 429 cho em nhé. Một em thể thao này. Con này là dòng leo núi của Nam nhé mọi nhá, dòng leo núi của Nam. Tiếp theo nhé mọi nhá, Nam. Chồng thì nào cân nặng tầm từ 58 đến 63 cân. Dưới 63 cân nhé, dưới 63 cân của Nam cho em. Em này em lấy mọi người 350 hàng leo núi nhá, mã là 331. Còn nó là kiểu như dòng kiểu mountain này, mọi người nhìn chưa? Đó. 350 mã là 331 cho em. Ơi. Nào, con này 600.000 có bao nào chốt thì chốt. Hàng của Lafum. Một trong những dòng đỉnh cao nhất à. Lafum và Colon là hai dòng đây. Đấy, chất có rất đỉnh, nó size 105 của Nam. 75 cân quay đầu nhá mọi người nhá. Vừa đẹp vừa nhẹ. Độ mới như hoàn hảo luôn. Em này nhá, chồng thì là 70-75 cân, dưới 75 cân nhá. Con này là một con phá lệ nữa, 600. Mã số em này là mã 387. 600.000 mã số là 387. Hãng này này. 331 cho chị dơ câu hết. Ít nhất của nó phải là 2.000 trở lên nhá. 2.000 là tương đương với 7 triệu rồi. Chị dơ câu hốt chuyển khoản để được chốt tiếp, dừng chốt luôn. Tiếp theo lên một em Paka tiếp này. Paka mũ lông thật của Nam nhé mọi người nhé. 387 chị mua hết. Em này nhá, của Nam, size to của Nam này, hàng lông vũ nhé. Chồng của chị nào có cân nặng tầm từ 65 cho đến 70 cân. Dưới 70 cân quay đầu mặc đẹp của Nam, dưới 70 cân nhé. 450 Paka màu đen, mã số em này là 735. 735 cho em nhé. 450 mã số là 735 cho em. Tiếp tục nhé mọi người ơi. Em giờ lốt phết này. Áo nam hàng giờ lốt phết cho em nhé mọi người nhá. Áo nam hàng giờ lốt phết cho em này. Tiếp theo size XL của Nam nhé mọi người nhá. Size to của Nam đây này. Chồng chị nào cân nặng 70-75 cân của Nam, dưới 75 cân của Nam hàng giờ lốt phết nhé mọi người nhá. Em này mức giá của nó 380, mã là 367. 380 mã là 367 cho em. Một em Paka Nam hàng lông vũ. Con này cũng xịn luôn. Paka Nam lông vũ nhé mọi nhé. 367 chị. Ô, con này nữ các chị ơi. Chị nữ nào có cân nặng tầm từ 57 đến 65 cân của nữ nhá, đẹp cực. Dưới 65 cân của nữ hàng lông vũ đấy ạ. Em này mức giá của nó là 450, mã số là 810. 450 mã số là 810 cho em nhé. 450.000 mã số 810 cho em. Dưa câu hết chuyển khoản này được chốt tiếp ạ. Một em phao ngắn và cổ phối lông toàn bộ luôn. Cái này phao nữ. Chắc là sau chị cơ. Từ từ nhé, đợi tôi tí. Kéo khóa đi. Siêu nhẹ, lông vũ siêu nhẹ của Nam nhé. Size 3XL. 810 chị Diệu Linh Vi. 75 đến 80 cân của Nam, dưới 80 cân nhá, siêu nhẹ của Nam ạ, dưới 80 cân ạ. 370, mã là 398. 370, mã số là 398. Ô, con này của Nam gọi là xịn. Con này là đại hàn của Nam nhé, hàng lông vũ này mọi người. Dạ cừu bên ngoài nhá, của bên trong là lông vũ ạ. Size 105 của Nam. Con này size 105 nhưng khả năng to hơn bình thường một chút nhá. 72-77 cân, dưới 77 cân của Nam nhá. 72-77 cân, dưới 77 cân của Nam cho em này. Em này mức giá của là 400, mã số là 276. 397 cân, mã là 276. 276 cho em nhé mọi người. Mua em áo phao của Nike nhé mọi người. Phao lông vũ của Nam, hàng của Nike nhé mọi người. Hàng của Nike này. Nam có cân nặng tầm từ 68 đến 72 cân, dưới 72 cân của Nam nhá. Em này 380, mã là 184. 380.000, mã số là 184 cho em nhé mọi người nhé. Con phao thể thao rất đẹp luôn. Mã 184 cho em. 27
đấy cháu chị Bùi Thị Hương. Tiếp theo của em này là một em Pakka Nam này, hàng của Guess nhá, đỉnh cao của đẹp luôn này. Pakka đại hàng của Nam nhé mọi người nhá, hàng của Guess cho em nhá. Chị nào mà đã từng dùng Pakka của Guess rồi cho em xin một lời nhận xét, đẹp vãi chưởng luôn. Nam có cân nặng 64-67 cân, dưới 67 cân, ạ 67 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 500, mã số em này là 205. 500.000 mã số 205. 500.000 mã số là 205. Một em siêu nhẹ của Nam nhé, hàng của Elisu. Em này nhá, chồng chị nào có cân nặng tầm từ 65-70 cân, 70 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350, mã là 822. 350, mã số là 822 cho em nhá. 205 chị Thanh Thuần. Ôi dồi ôi, cái hãng này này, hãng này không mũ đâu nhá, bản gốc nó không mũ đâu này. Mọi người tra giúp em nhé, size 105 này. Chất xịn cực kỳ luôn. Chồng chị nào nhá, có cân nặng size tầm từ 68 đến 73 cân, dưới 73 cân ạ. À, em này 450 nhá, mã là 332, xịn lắm. Ông chồng nào mà khó tính nhất cũng phải đồng ý luôn ấy. 350, à 450 mã 332. 450 mã số là 332 cho em nhé mọi người nhá. Tiếp tục ạ. Một con phao của nữ siêu đẹp luôn. 32 cho chị Tina Nguyễn. Phao của nữ đẹp tuyệt vời luôn, size 55 của nữ này. 55 của nó tương đương với size M của mình ấy. Eo ót đàng hoàng luôn. Em này các chị có cân nặng tầm 47 đến 51 cân, đẹp chưa? 51 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 51 cân này. Em này mức giá của 400.000, mã số là 763. 400k mã số là 763 cho em. 400.000 mã số là 763 cho em nhé. Tiếp theo một em áo phao lông vũ của Nike nhé, con này to. Con này là size đại của Nam. Hàng của Nike nhé, size to cho em này. Tôi chỉ hiếu lên. Từ 90 đến 100 cân là mặc vừa nhá mọi người nhá, dưới 100 cân, dưới 100 cân nhé. Chồng bị áo size to hẳn, hàng của Nike xịn luôn. Em này em lấy mọi người mức giá của nó 380, dưới 100 cân nhé, 90 100 cân. Em này mức giá của nó là 380, mã số em này là 374, 90 cân đây này. Bà nào có con hoặc là có bố hoặc là dạy sao nhỉ, các bé. Con này là một em có dây xích này, Olivia Hastad nhá, còn tem luôn này. Có xích nhá mọi người nhá. Cổ này phối lông thật cho em. Cổ này phối lông thật nhá, màu của nó là màu xanh của vịt. Em này chị nào size M. Con này đỉnh chóp thật đấy. Size M cổ phối lông thật dây xích nhá mọi người nhá, size 48 đến 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp, hàng lông vũ nhá mọi người nhá. 380 mã là 212. Form đẹp lắm. 380.000 mã số là 212. 380 mã số là 212 cho em. Tiếp theo một em siêu nhẹ nhá, hàng của Millet này. Con này là dòng thể thao siêu xịn luôn. Nhìn cái chất lông vũ của nó cứ như là 100%. 212 chị Lê Ánh Tuyết. Em này nhá, chồng thì áo cân nặng tầm từ 60-65 cân. Em này mức giá của nó là 350, mã là 109. Lông vũ siêu nhẹ nhá, 350, mã số là 109 cho em này. Con Pakka của Proset rất là xịn luôn. Con này có một nhược điểm ở đây này. 109 cho chị Trần Hoàn. Một nhược điểm ở đây. Con này Pakka Nam rất đẹp luôn. Là cái hàng đi tuyết nhá. Có một cái cổ của nó hơi bị cũ một chút thôi. Nó hơi đổi màu một chút là phần cổ. Còn lại đều đẹp ấy. Con này nhá, nó sẽ có độ mới của nó nếu như thế, độ mới khoảng không được 90% đâu, dưới 90% đâu. Chồng chị áo cân nặng 64-68 cân nhá. Em lấy mọi người mức giá là 250. Con này là độ mới không cao lắm. Mã số là 219 nhưng mà đảm bảo rất ấm luôn. 219 nhá. 219 em này. Hàng của Nick Kick nhá mọi người chị ơi. Chị cứ lên mã là sẽ được chốt chị ơi. Chị lên mã đi, sẽ chốt cho người chốt nhanh nhất. 374 chị Lý Trần. Con này Nick Kick nhá mọi người nhá. Nick Kick này hàng hiệu nhá. Nick Kick này nam có cân nặng tầm từ 73-77 cân, dưới 77 cân nhá. Nick Kick này em lấy mọi người mức giá của là 400.000, mã số là 481. Con này cắt sót tầm là 2,5 triệu. Hàng si đấy. 2,5 triệu luôn. Tiếp theo nhá, một em siêu nhẹ của cây Wix này. Cái này nữ.
Mà em siêu nhẹ của cây quýt nữ nhá mọi nhá. 481 chị Trần Huyền Trang. Em này các chị có cân nặng sai tầm từ 47 đến 5, 45 đến 50 cân. 50 cân quay đầu mà đẹp nhá, dưới 50 cân nhá, hàng cây quýt sạch chị nhá. Em này mức giá của nó là 370, mã số là 473. 370.000 mã 473 thôi. 370 mã số là 473 nha. Tiếp theo. Một em phao kiểu phao này dòng này có thể đi tuyết được của Nam. Size 100. Con này size 100 nhưng khả năng là phải tầm từ 68 đến 73 cân. Chị Hoài Thu. 68 đến 73 cân, dưới 73 cân của Nam nhá. Cực kỳ perfect luôn. Em này mức giá của 400.000 mã số là 770. 400.000 mã 770 cho em nhá. 400k mã số là 770 cho em này. Con này của em của Kappa rất đẹp. Con này có một nhược điểm ở sau này. Nó bị chỗ có một chấm ở đây này, mọi người nhìn nào. Đây, con đây ở đấy thôi, con này. Ở tay, tay bên này nhá. Kappa lông vũ nhá. 770 chị Huệ Nguyễn. Nam. Chồng chị áo cái nặng tầm 55 cho đến 60 cân, dưới 62 cân nhá. 55 đến 62 cân của Nam, có một chấm nhẹ ở tay nhá mọi người nhá. Em này lấy mọi người mức giá 300 nghìn thôi, mã là 299. 300k mã số là 299 nha. Của em lông vũ nhá mọi nhá. Tao của Nam size to, hàng lông vũ nhá. Tay bị xoắn. Tay bị xoắn lại. 299, chuyển bớt lên đây. Tiếp theo, một em phao thể thao lông vũ nhé mọi nhá. Con này của Nam cho em. Chất của nó là chất lông vũ cho em nhé mọi nhá. Nam nhé mọi nhá, 65 đến 70 cân của Nam này. 65 đến 70 cân của Nam. Dưới 70 cân của Nam nhá. Em này chỗ này còn có phản quang không đấy. Mức giá của em này là 400.000, mã là 798. 400.000 mã số là 798 cho em. 400k mã số là 798 cho em nhá. Tiếp theo. Một em hàng hiệu của Nam này. Con này của nó là hàng làm có họa tiết trên áo nhá mọi nhá. Chất chưa. Size to của Nam nhá mọi nhá. Mũ của nó mũ lông thật cho em nhá. Black như này mọi người ơi. Đây. Cái này nó sẽ có họa tiết như này này. Đó. Chồng bà nào có cân nặng tầm từ 73 đến 77 cân ạ. À. Dưới 77 cân quay đầu mặc đẹp của Nam nhá. Nhìn siêu men và màu này rất đẹp luôn. Em này mức giá của nó là 500 nghìn nhá. Mã là 357. 500k mã số là 357. 500 nghìn mã số là 357. 399 chị kiên dặn chốt đầu chị ơi. Tiếp theo một em phông lông vũ siêu nhẹ của nữ nhá. Size 100. Lông vũ siêu nhẹ của nữ size 100 nhé mọi người nhé. 60-65 cân của nữ. Có eo hót đàng hoàng nhé. 60-65 cân của nữ nhé. Dưới 65 cân này. Em này mức giá của nó 350. Mã số em này là 263. 350 mã số là 263 nhé. Tiếp theo nhé. Một em siêu nhẹ. Hàng của Puma nhé. Size S của nữ này. Puma nhé. Đẹp khủng khiếp các bà ơi, size S của nữ thôi. Xịn quá. 40 cho đến 48 cân của nữ nhá. Dưới 48 cân của nữ cho em ạ. À. Em này mức giá của nó là 450. Mã số là 404 này, 450.000 thôi, hàng của Puma xịn luôn. Mã là 404 này. 450.000 mã số là 404 nha. 450k mã số là 404 thôi nhá. Tiếp tục ạ. Tiếp theo. Một em phao hàng của XR của Nam. Con này là của nữ nhá. 263. Chốt chị Thanh Thanh Tùng. Bản này mất mũ nhá mọi nhá. 404 chốt chị Thu Thủy. Trắng lần sau đi á. Em này các chị có cân nặng tầm 40-45 đến 51 cân. Dưới 51 cân mất mũ nhá. Hàng lông vũ đấy. Dưới 51 cân nhá. Em này 200.000 mã là 744 này. Phong không cần mũ rất đẹp luôn. 200.000 đây. Hàng của súp nhé mọi nhé. Con này không phải màu trắng đâu. Con này của nó là màu gì nhỉ? Nó không phải trắng tinh đâu. Nó là màu hơi ánh tím một chút.
kiểu cân nặng tầm 50 trên 55 cân nhá, size M. Dưới 55 cân này không phải màu trắng đâu, các bạn trên live nhìn làm sao bằng rõ tôi. Em này mức giá của nó là 350, mã số là 439 này. 744 cho chị Nhung Nguyễn. 350 mã số là 439 cho em này. Tôi nhìn chắc nhất, chắc phủ nhất là chắc tin thôi. Em hàng của Mỹ này. Yêu ơi, mà em lông vũ của Mỹ nhá, siêu đẹp luôn. Hàng xịn. Em này mặc hai mặt được, một mặt là trắng và mặt là đen nhá mọi nhá. Thích mặc mặt nào thì mặc. Nam, chồng bà nào cân nặng tầm 70-75 cân nhá. Phao lông vũ của Nam, hàng Mỹ này. Dưới 75 cân của Nam nhá. Em này em lấy mọi người 400 nhá. Mã số là 830. 70-75 cân, mặc hai mặt được ạ. 400 nghìn mã là 830. 400k mã số là 830 cho em nhá. Tiếp theo mà em lông vũ của nữ cho em nhá, hàng thể thao. Con này chất pha lông vũ siêu đẹp luôn. 439 cho chị Tuấn Phương. Em này các chị 50-55 cân của nữ nhá. Đẹp á. 50-55 cân của nữ nhá, dưới 55 cân này chị 380 nhá. Mã số là 261. Bản này không ngũ sẵn. 261 cho em. Uniqlo size M. Uniqlo size M nhá. Bình thường em vẫn bán 350 nhưng mà bây giờ chị Bùi Thị Hương. Em đã bảo là sau cái lô đấy là giá tăng lên rồi đấy. 370.000 của Uniqlo thôi nhá. Em này 370 nhá, size M dưới 52 cân này, 370. Mã số em này là 706, hàng Uli. 370 mã số là 706. 370.000 mã 706 cho em nhá. Tiếp tục này, mà em lông vũ siêu nhẹ cho em nhá. Pha siêu nhẹ như 706 chị Phương Anh. Size nhỏ à? Size nhỏ cho em nhá. 40 là đến 50 cân. 40 50 cân nhá, dưới 50 cân ạ. À. Em này mức giá của nó là 370, mã số là 368. 370.000 mã số là 368. Ui giời ơi, nhiều quá. Mà em phát cao rất xịn này. Con này nó rơi xuống. Của nữ nhá mọi nhá, phát cao nữ. Bác ca nữ cho em nhé mọi nhá. Chị nào cân nặng tầm từ 55 đến 65 cân. 55 đến 63 cân. 368 cho chị Trần Thanh Vân. 55 đến 63 cân nhé, dưới 63 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Cái này mức giá của 500 nghìn, mã số là 148. Chị cực kỳ luôn. 500 nghìn mã số là 148 cho em nhé. Nóng vách trường luôn các bạn ơi. Mà em phao trần của nữ nhá mọi nhá, phao trần bông này. 148 chị Thanh Mai. Trần bông của nữ nhá, 55 đến 60 cân thôi, dưới 60 cân nhá. Em lấy 250, đó là phao trần bông nhưng rất là ấm luôn đấy, mã là 795. 250, mã số là 795 cho em. Tiếp theo, một em áo phao siêu nhẹ của Nam, hàng The Rest Fest, bọn này là chuyên dòng leo núi này. Siêu nhẹ của Nam size 100 nhá mọi nhá. Chồng bà nào có cân nặng tầm từ dưới 75 cân. 70-75 cân, dưới 75 cân nhá. Em này mức giá của 370, mã là 513. 370.000 mã số là 513 nha. Một em áo phao 795 cho chị Giang Si. Bản này không có mũ của Nam nhá. Size 110, size to này. Không mũ đâu ạ, bản này mất mũ rồi. Chồng chị nào có cân nặng size tầm từ 75 đến 80 cân. Hàng của Asics nhá, hàng hiệu đấy, lông mũ xịn luôn. Dưới 80 cân nhé, không mũ này. Em lấy 220, mã số là 777. 220, mã số là 777 cho em nhé. 220.000, mã số là 777 cho em này. Tiếp theo đây một em áo phao của Nam. Lông mũ nhé mọi nhé. Bài 77 của chị Giang Si. 295 rồi. Chồng chị nào có cân nặng 65 đến 70 cân nhá, dưới 70 cân của Nam, dưới 70 cân của Nam hàng lông vũ nhá. Em này mức giá của nó là 400.000, mã là 231. Cảm ơn chị Lâm nhé. Tiếp theo lên một em của Zalopet này. Zalopet này là của nữ à? Con Zalopet này em nhìn qua qua hình như là 2000 mốt thì sao á. Zalopet này nữ có cân nặng tầm 50-55 cân nhá. Đẹp quá. Zalopet của nữ nhá, 50-55 cân. 50 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân quay đầu của nữ cho em này. Mức giá của em này em lấy mọi người là 380, mã số này là 310. 380, mã số là 310.
theo mà em phao hàng phao của Nam nhé, phao Long Vũ, hàng của HR nhé, bọn này là chuyên dọc thể thao này. Có hình kiểu như là ba màu tô chị Trần Huyền Trang. Nhìn kiểu cái vòng lên xong rồi chấm ở giữa. Size 95 của Nam nhé. 65 đến 70 cân của Nam nhé mọi người ạ. Con này là ánh bạc ở đây này. 65 đến 70 cân của Nam, dưới 70 cân của Nam nhé. Em này mức giá của nó là 400.000. 400.000 mã là 151. 400k mã số là 15.000 trang nhá. 400k mã số là 151. Tiếp tục với em phao Nam, hàng All For You bọn này. Bọn này cũng là đắt này. All For You nhá, phao Nam. Bản gốc của nó là bản công nghiệp Tuôn Thảo. Tác của nó là tác kim loại luôn. Chồng chị nào có cân nặng tầm 68 đến 73 cân của Nam nhé. Dưới 73 cân hoặc chị nào mua cái này có thể cho chồng các chị mà trên tầm nặng trên tầm 40 tuổi là mà ok luôn, hoặc các chú đã ok. Dưới 73 cân nhá. Em này mức giá của 370, mã là 215. 370.000 mã số là 215 cho em. 370 mã số là 215 cho em nhá. Paka này mọi người ơi. Paka Nam. Mũ của nó khối lông thật cho em nhá. Ôi, con này cầm chất luôn. Màu cũng đẹp luôn nhá. Nam có cân nặng tầm từ 63 67 cân của Nam. Dưới 67 cân của Nam nhé mọi người. Dưới 67 cân của Nam, hàng Long Vũ nhá. Em này mức giá của nó là 500, mã là 711. Lấy đi. Không có đâu. 500.000 mã là 711 cho em này. Tiếp theo nhé mọi người. Đây, nhưng mà em siêu nhẹ nhưng mà con này nó là trần. 215 cho chị Bùi Thị Thường. Con này là siêu nhẹ nhưng mà trần thôi. Ra phao trần thôi, phao Long Vũ nhá. Em này em lấy mọi người 300 này. Em này các chị 48 với 55 cân nhá. 300.000 mã là 291. Chị Trần Thị Hải Hương tại sốc rộng quá nên là 300.000 mã là 291 cho em nhá. Siêu nhẹ hả? Đây có con siêu nhẹ này. Hàng thể thao của Nam nhá. Siêu nhẹ của Nam. Con này là phao thể thao của Nam. Long Vũ siêu nhẹ nhá. Này bố chị Kim Thủy. Chồng chị nào cân nặng tầm từ 58 đến 63, 64 cân của Nam, dưới 64 cân nhá. 380 này, lông vũ siêu nhẹ nhá, mã là 338. 380.000, mã số là 338 em. Tiếp tục ạ, của em phao trần bông. Con này chắc phao bông bình thường thôi mọi người nhá. Em này size S cho em. 338 cho chị Lê Thanh Huyền. Size S nhá mọi người nhá, dưới 50 cân này. Em này mượn phao bông nhá, 200.000 mã là 479 này. 200k mã số là 479 cho em này. 200.000 mã số 479 nha. Tiếp theo nhá, em lên một em áo phao hiệu của Lycos Squid. Hàng con gà trống nhá mọi người nhá. Lycos Squid này. Phao lông vũ nhá mọi người nhá. Nam có cân nặng tầm từ 60 65 cân của Nam. Dưới 65 cân của Nam nhá, hàng Lycos Squid này. 380 mã là 476. 380 mã số là 476 cho em nhá. 380.000 mã 476 cho em. Tiếp theo mà em phao lông vũ siêu nhẹ của Nam. Con này là bản không mũ đâu. Cái này nó mất mũ rồi và giấu mũ đi được nhé mọi nhé. Coi như bản không mũ, rất là đẹp luôn. 476 cho chị Đoàn Hiên. Size 95 của Nam ạ, 65 đến 70 cân của Nam. Bản này không mũ nhá. Mũ và mũ giấu đi được ạ. Dưới 70 cân của Nam quay đầu mặc đẹp nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 220. Lông vũ nhẹ lắm, lông vũ xịn đấy. Tầm 90% xịn luôn. Em này ý là 90% là tinh khiết luôn đấy. Mức giá của em này là 220, mất mũ này, mã số em này là 391 này. Tiếp theo một em siêu nhẹ màu tím của nữ nhá. Nữ nhá, có cân nặng tầm từ 57-63 cân, dưới 63 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó 350, mã số là 352. 350, mã số là 352 cho em nhé mọi người nhá. Tiếp theo, em này nó là dòng Paka của Nam nhé. Con này thì không dày bịch đâu, con này chỉ mức vừa phải thôi, không phải dày bịch nhé. Không, con này của nữ rồi. 55 đến 60 cân của nữ nhá. Dưới 60 cân quay đầu của nữ. Em lấy mọi người 250 thôi. Ấm, mã số là 402. 250, mã số là 402 em. Một em phao Nam nhé. Hai to. Chồng chị áo cái nặng 64, 67 cân của Nam nhé. Dưới 67 cân của Nam này, phao thể thao nhé. Em này 370, mã số là 309. Nguyên mũ luôn. 370, mã số là 309 em này. Ôi bà, còn có con Paka của bà, tôi nhìn thấy ở đây này.
interview size 95. Con này là paca nhé mọi nhé. Chất của paca thì nó sao nhỉ? Cái chất của paca nó sẽ không kiểu mới tinh như là pha đâu mọi nhé. Nó sẽ sao nhỉ? Nhìn nó sẽ hơi kiểu mọi người sẽ thấy là cảm giác nó sẽ hơi bạc bạc ấy. Nó là paca mà. Chị nào có chồng hoặc là bản thân mình có cân nặng tầm từ 63 đến 66 cân. Dưới 66 cân và là 65 cân của nữ mặc con này đẹp luôn. Em này 350, má là 354. 350 má số là 354 cho em nhá. 350.000 bạn số là 354 cho em này. Tiếp theo của em Lâu Vũ, hàng thể thao nhá, vừa chống nước được này. Ui. Xịn luôn, chống mưa to được luôn nhé các bạn nhá. Đây. Đây. Chống gió này, chống nước này. Lông vũ của nam nhé mọi người nhá. 60 đến 65 cân của nam, dưới 65 cân của nam nhá. 307, má là 499. 379 nha. 370 mã 499. Mà em cao lông vũ của nữ nhá mọi người nhá. Là ngắn hàng của Axel. Size S của nữ nhá, con này xịn cực kỳ luôn. Size S của nữ thôi. 499 chứ chị Lê Anh Tuyết. Em này các chị có nặng 45 cho đến 50 cân của nữ nhá, dưới 50 cân hàng lông vũ này. 370 mã là 321. 370.000 mã số là 321 cho em. 370 mã 321 cho em này. Em pha nam rất xịn như Fila vậy. Size to của nam hàng lông vũ nhé. Con này không mũ này, lấy 200 nghìn thôi. Hàng này không mũ nhé. 64 cho đến 68 cân của nam. Có chị Nguyễn Vân. Dưới 68 cân của nam nhé. Em này lấy 200 nghìn thôi. Hàng này, bản này mất mũ này. Mã số là 836 này. 836 cho em nhé. Chị Nguyễn Thị Thanh Phượng, capa của nam nhé mọi người nhé, áo capa của nam này. Chuyển cái dãy sau lên chị. Nam nhé, có cân nặng 70-75 cân của nam hàng capa nhé. 70-75 cân ạ. 380.000 mã là 116. 380 mã số là 116 cho em nhé. Đây, một cái tóc. Chật chế. Một một sáu chị Thơm Nguyễn thêm ba rồi nè. Tiếp theo nhá, mọi em pha màu tím đây, pha lông vũ nhé mọi người nhá. Size 95 nữ nhé mọi ơi, trẻ mặc ok luôn. Em này 57-63 cân của nữ nhá, dưới 63 cân, 63 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350, mã là 330. 350, mã số là 330 nha này. Úi dồi ôi, một em của Lê Ba nhá, con này thì rất là xịn luôn. Để ra được một con phao này hiếm vãi chưa. Nè, hiếm lắm lắm luôn. Nữ nhá mọi người ơi, con này em sự phòng luôn này. 330 chị Thơm Nguyễn. 50-55 cân ạ. Rất là nhẹ và sướng luôn. 50-55 cân của nữ nhá, dưới 55 cân này. Em này mức giá của nó là 450, mã số là 403. 450 mã 403, chất xịn lắm. 450 mã là 403 cho em. Tiếp tục nhá, một em lông vũ siêu nhẹ. Ôi, này ta là được con này mới đẹp này. Đại hàng nhá. Vừa ấm mà vừa nhẹ. Chị Nguyễn Hương Trang. Vừa ấm mà vừa nhẹ cho em nhá. Em này các chị có cân nặng size tầm 48 đến 53 cân. Size M nhá, size M. Form đẹp chưa? Dưới 53 cân ạ, 53 cân quay đầu mặt đẹp nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của 350, mã là 339. 350 mã số là 339 nha. Mọi em pha thể thao này mọi người ơi. Đẹp chưa? Màu nó đẹp xuất sắc luôn, chất nó đẹp xuất sắc luôn. Pha lông vũ nhá, hàng của SG nhá, size S này. Nữ rồi. Con này chất quá. 47 đến 51 cân, siêu đẹp luôn. Cái chất của nó nổi nữa cơ các bà ơi.
339 chốt chị 4751 cân nhá, dưới 51 cân này. Em này 400.000 nhá. Mã số em này là 311. 400k mã số là 311 cho em. Con này mọi người nhìn thấy tìm không thấy đâu. Con Paka rất xịn nhá. Đẹp lắm. Nữ. Paka 311 cho chị Cúc Phu. Size S và M của nữ này. Con này các chị xem M nữ đẹp nhất. Em này 47 đến 53 cân, 55 cân quay đầu ấy. 47 đến 53 cân. Dưới 53 cân nhá. Em này nữ 500.000 nhá. Mã là 236. 500.000 mã số là 236. Một em áo đánh gôn của các chị size L. Màu trắng nhá, size L cho em. Em này 55 đến 60 cân là mặc đẹp. 236 chị Phương Chi Trần. 55 đến 60 cân của nữ nhá. Em này với mọi người 350. Mã số em đây là 313. 350 mã số là 313 nha. 350 mã số là 313 nha. Tiếp theo một em phao ngắn của nữ rất là đẹp luôn. Hàng của Disney nhá, hàng của London. S của nữ nhá. Lông vũ đấy ạ. 45 đến 53. 50 cân quay đầu mặc đẹp của nữ cho em nhá. 308 mã là 425. 380.000 mã 425 cho em. Mấy em pha đi tuyết của Nam nhá. Con này là dòng đi tuyết này. Chồng chị nào mà hay đi công tác nước ngoài ấy, lấy cái con này đi. 391 chốt từ lâu rồi chị ơi. Đi, đi những vùng có tuyết nhá, hàng của Humor. 391 của chị Đài Trang Nguyễn từ lâu rồi chị ơi. Nam có cân nặng tầm từ 72 cho đến 76 cân, dưới 76 cân của Nam nhá. 425 dưới 76 cân của Nam. Con này là dòng đi tuyết nhá mọi nhá. Em này mình cùng người mức giá của nó là 308, mã là 827 này. 308 mã số là 827 cho em này. Tiếp theo nhá, một em của Tommy Hilfiger siêu nhẹ nhá. Rồi, con này quá đẹp luôn. Màu bộ đội siêu đẹp luôn nhá. 827 chị Trang Phước. Nam. Chồng bà nào có cân nặng tầm từ chồng thì nào cân nặng tầm 65 đến 70 cân của Nam nhá, dưới 70 cân của Nam quay đầu mặc đẹp. Em này mức giá của nó là 308 nhá, mã là 419. 380.000 mã số là 419 nha. Tiếp theo này, của em này nhá. Sao của hết đời nhá mọi nhá. Nam. Chồng thì nào cân nặng 65 đến 70 cân này. 65 đến 70 cân nhá, dưới 70 cân của Nam. Màu cam nhá mọi nhá, dưới 70 cân này. Em này mức giá của nó là 370, mã số là 254. 370.000 bạn số là 2. Số 1 chị Trang Nguyễn. 250 cho em nhé mọi người nhé. Của em của Nike nhé mọi người nhé. Đây, Nam họ, đây là màu đỏ cam mọi người, hàng Nike này. Đây, hàng authentic luôn nhé. Authentic hàng của Nike nhá. Đỏ cam của Nam. Chồng thì nào cân nặng 65-70 cân tiếp. Dưới 70 cân của Nam, hàng của Nike chính hãng nhá. Dưới 70 cân này. Em này lấy mọi người mức giá của nó 308 hàng Nike nhá. Mã số này là 502. 502 của Nike nhá. 502 của Nike. Hàng của Côn Ham nhá mọi ơi. Phao nam của Côn Ham này. Nam nhá mọi nhá, 57 đến 63 cân. 50 không, con này của nữ ấy. Chị nào cân nặng 57 63 cân của nữ nhá. Hàng của Côn Ham ạ, đẹp chưa? 57, 63 cân của nữ nhé. Dưới 63 cân của nữ này. 350 hàng của Côn Ham nhé. Mã là 319. 319 cho em nhé. Tiếp theo mấy em Paka này. Mấy em hàng Paka à, hàng phao lông vũ của Súp nhé mọi người nhé. Màu đen. 319 cho chị Hà Thị Nga. Ôi đại Hàn, 60-65 cân của chị nhá. Lông vũ này, đẹp quá. 60-65 cân nhá. Em này mức giá 400.000 ạ. Cực kỳ ấm luôn. Mã số là 182. Các chị nào phải đi làm xa. 400.000 mã 182 đây. Tiếp theo một em phao siêu nhẹ của Nam. Màu này đẹp lắm. Chồng chị nào cân nặng 60-65 cân nhá. Lông vũ siêu nhẹ của Nam có mũ này. 60-65 cân của Nam nhá. 308, mã em này là 202. 380.000 mã số là 202 cho em. Quốc tổ nhất La Phu này. Cái này hàng hiệu nha. Cái này hàng hiệu nha.
100 thằng của Lancome. Xịn chưa? Rồi, chồng thì áo cân nặng tầm 65 đến 70 cân của nam, siêu đẹp nhá, dưới 70 cân này. Em này mức giá của nó là 380.000, lấy những con này đi. Mã số là 175. Mã số là 175 cho em nhé. 175. Tiếp theo ạ, lên của em phao của đi kích nhá mọi nha. Đi kích của nam size to, màu đen. Sai Linh ai chốt cho chị Trang My. Đi kích này size to của nam nhá, 65 đến 68 cân. Lấy 68 cân nhá. Em này lấy mọi người mức giá 350, mã là 797. 350 mã 7. Chị Hải cứ đi ông chuyển khoản rồi cho tiêu. Vâng. Em con này có dây nhá, mọi người về lồng dây giúp em nữa. Con này của Adidas cho em nhá. Size 90. Nữ đấy ạ. Đẹp quá. Cái dây này nó có cái ấy ở đây này. Để mọi người về lồng được mà. Nó có cái đầu này nó cứng như này. Gì đâu, vào logo của Adidas. Chị An An. Chị nào có cân nặng 50, 55 cân của Adidas nhé. Em này em lấy 450 thôi. Mã số là 282. Cực đẹp. 450, mã số là 282 cho em nhé. Tiếp theo một em siêu nhẹ lông vũ của nam. Siêu nhẹ lông vũ của nam nhé. Nam có cân nặng tầm 65-70 cân của nam nhé. Dưới 70 cân của nam này, 350, mã là 237. 337 chốt chị Trần Thị Thu Thủy. Em này nhá, chồng chị nào cân nặng tầm từ 62-66 cân. Dưới 66 cân nhá, dưới 66 cân quay đầu mặc đẹp này. Mức giá của em này 350, mã số là 110. 350, mã số là 110 cho em nhá. Tiếp theo là con này của nữ này, màu nó màu xanh. Màu xanh kiểu lê ông luôn đấy, hàng siêu nhẹ nhá mọi nhá. Con này dòng đánh ôm của nó đấy. 60-65 cân của nữ nhá, siêu nhẹ. Không, 60-65 cân của nữ siêu nhẹ nhá. Em này 370 hàng đánh gôn đấy. Mã số là 312, mặc nhẹ kích khủng luôn. 370 mã số là 312. Ui, đẹp chưa? Ui, bác ca của Milet này. Em này em lấy 500 thôi. Ai lấy thì lấy. Màu cam nhá, nhưng mà đẹp lắm. Cái này nam nữ đều mặc đẹp nhá. Nam nữ đều mặc đẹp luôn. Như con này nữ, các bà nào bằng cân em lấy đi. Cái này các bà có nặng tầm 65 cân là mặc rất đẹp luôn. 65 cân nhá. Dưới 65 cân của Milet, cái này nữ lấy đi. Nữ lấy đi, không rộng đâu. Em lấy mọi người mức giá 450, mã số là 756 này. Em lấy 450, mã là 756 cho em này. Tiếp theo nhá mọi nhá. Nam. Nam size 95 nhá. 756 chị Hương Nguyễn. 64-68 cân của nam nhá. Con này thì rất xịn luôn. Hàng của eBay nhá. 64-68 cân của nam nhá. Dưới 68 cân này. Em này em lấy mọi người mức giá 400.000, mã là 160. 400.000, 160. Con này đại hàn giã. Hàng thể sao của nam nhé mọi nhé. Của em sao trắng của nam, size to luôn. Hàng lông vũ đấy ạ. Chồng chị nào có cân nặng tầm từ 75 đến 80 cân. Dưới 80 cân. Chị Nguyễn Nhân. 80 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em lấy mọi người mức giá của em này là 370 của nam nhé. Dưới 80 cân, mã là 440, hàng lông vũ đấy. Con này mới đẹp của nữ này. Con này chưa rồi. Màu trắng đẹp quá. Trắng rẻ các bạn này, bà là thích. Cái này tẩy được không? Màu trắng. Cái này đồ trắng để lên nó không rõ. Nhưng cái này nó một chấm xanh ở đây. Chấm xanh ở phần phía tay này. Trắng tốt luôn. Có một chấm xanh này. Em nghĩ màu trắng là tẩy được. Bán rẻ đúng không ạ? Cổ của nó phối lông thật nhá mọi nhá. Cổ có khối lông thật cho anh. Tiếc lắm luôn, màu trắng nó không được nhiều như mọi người nghĩ đâu, màu trắng khó làm lắm. Cổ khối lông thật cho em nhé mọi người nhé. Cái này được rồi. Đóng tiếp.
nhá, mọi em áo của New York này. Sao đâu mũ siêu nhẹ nhá mọi nhá. Mũ trắng quá thì không ra. Nữ cho em nhá mọi ơi. Em này nữ nào có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân là mặc con này siêu đẹp luôn. Có chiếc eo nhá. 55 đến 60 cân này, dưới 60 cân nhá. Em này lông vũ siêu nhẹ, 350, mã số em này là 527. 350, mã số là 527 thêm nhá. Tiếp theo mà em sao nam, con này mình xịn lắm. Màu cũng đẹp luôn. Size XL của nó. Nam, chồng chị áo cân nặng 64, 68 cân của nam nhá, dưới 68 cân của nam cho em này. Em này 400 nghìn nhá, mã là 253. 400k, mã số là 253. Tiếp theo một em bác ca của Liquid của nam nhá mọi nhá, màu tím than. Màu tím than cho em nhá. Sao chị yêu cháu đi châu ơi. Để em suy nghĩ nhá. 60, 65 cân của nam, siêu đẹp luôn. 450 nhá, 60, 65 cân của nam ạ. 450 hàng của Liquid nhá, mã số em này là 426 cho em. 426 cho em nhá. Con này mới gọi xịn sò luôn này. Em này là dòng đi tuyết nhá mọi nhá. Cái trên áo của nó có những họa tiết ăn chéo rất đẹp luôn. Nổi luôn. Con này không biết nữ có mặc được không. Nếu mặc được là lấy luôn. Đi Hàn đi Nhật quất luôn. 426 chị đi ạ. Nữ có cân nặng tầm từ 60 đến 65 cân này. Các chị nữ lấy đi, 60 65 cân rất đẹp cho các chị luôn. Nó có họa tiết nổi đây này mọi người. Nói chung là dòng đi tuyết của nó đỉnh lắm, đỉnh chót lắm, ấm lắm luôn ấy. Em này mức giá của nó 400 nghìn, mã là 837. 400 nghìn, mã số là 837 em nhé. Đó. Người sờ qua nó phòng thì sẽ thấy à. Trời ơi, đời mình sẽ được lở hoa đây rồi. Tiếp theo mà em Kappa của nữ, hàng lông vũ nhá. Và hàng xịn này. Kappa của nữ cho em nhé mọi nhá. Nữ có cân nặng size tầm từ 48 đến 55 cân, 55 cân nhá. Kappa này 400 nghìn, mã là 343. 400 nghìn, mã số là 343. Siêu nhẹ hàng của Joy Nuts. Còn đấy chị Thái Hà đấy ạ. Siêu nhẹ của nữ hàng Joy Nuts này. Chị nào cân nặng tầm từ 55-60 cân size L nhá. Dưới 60 cân siêu nhẹ của nữ nhá. 350, mã là 181. 350, mã là 181. Đi tuyết cho em nhé mọi người. Cái này của nam rồi. Bốn màu đỉnh cao chưa. Sao con này em cảm giác như bị áp màu ấy nhỉ. Cái này mắt em bị áp màu. Nó kiểu như là đổi màu ấy. Cái này bỏ qua nhé. Em cảm giác như em bị. Mắt em bị áp màu. Tiếp theo mà em lông mũ của nữ này, gắn dài nhá, có mũ này. Nữ có cân nặng tầm từ 60-65 cân nhá, lông mũ, có mũ luôn, hàng của Joy Lớp nhá. 60-65 cân, dưới 65 cân nhá, em này 350, mã số em này là 51, mặc con này bao ấm luôn. 350, mặc cái 51 nha. Đây, hàng của Pháp đấy nhé mọi nhé, hàng của Frank. Lông vũ này, mọi người nhìn đằng sau nó trần đẹp chưa? Vũ là size 100 cho em nhé. 60-65 cân cho em. Ngọc Mai 60-65 cân tiếp này. Em này lấy mọi người mức giá của nó là 350 thôi. Hàng lông vũ của nữ nhá. Mã số em này là 459. 459 cho em này. Ôi bà nào cần siêu nhẹ lông vũ dáng dài size S. Đỉnh của chót chưa. Con này các shop toàn bán 1,2 triệu luôn. Không có chẹt chém mọi người đâu. Giá hợp lý, giá thị trường đấy. Đẹp chưa. Em này em lấy mọi người mức giá của nó 450 nhá. Dành cho chị có cân nặng tầm từ 47 đến 52 cân, dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 52 cân 450, không phải suy nghĩ đâu. Mã số em này là 266 cho em này. 266 cho em nhé mọi nhá. 266 450. 459 cho chị Lila. Rơi vào tay người biết thì nó sẽ là siêu phẩm luôn. Ôi con bắc ca này của nam siêu đẹp luôn.
66 chị Mai đây cơ. Mọi người mà đi xem rõ MC nhiều, năm nay nhà nào mà có pha lông vũ Hàn mà bán thì là đúng trên trời luôn. Nhà em để giá hợp lý này không còn ở đâu hợp lý hơn luôn. Mà em pha paca của nam nhé mọi nhá. 65 đến 70 cân của nam, dưới 70 cân của nam nhá. Em lấy mức giá của nó là 400 nhá, của nam ạ. 400.000 bán là 510. 400k mà nó là 510 cho em nhá. Tiếp theo mà em này của nam rất là xịn sò luôn. Đó là phao lông vũ của nam đấy, mũ mão đầy đủ. Dòng này có thể đi tuyết được này. Size nhỏ của nam. Chồng chị nào cân nặng tầm từ 57, 62 cân của nam là mặc này. 510 chị Thái. Dưới 62 cân của nam nhá, đầy đủ mũ luôn. Em này mức giá của 400 nhá, lông vũ xịn, mã số là 814. 400.000 mã số là 814 cho em nhá. Tiếp theo là dòng đi tuyết của nam này. Đi tuyết của nam nhé, có mũ. Đi tuyết của nam nhé mọi nha, ấm lắm. 65 cho đến 68 cân của nam, dưới 68 cân của nam nhé. Em này mức giá của 380, mã là 773. 814 chốt chị Hồng Nhung. 358 773. Em này nó người tính một em áo phao mỏng hoặc là áo gió của The Lost Fest này. Các bạn em cứ lấy rẻ thôi. Nó là một em áo phao mỏng hoặc áo gió của The Lost Fest nhé. Chồng chị nào có cân nặng tầm từ 55 cho đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. Em này hàng giờ lốt vết ạ, 250, mỏng thôi. Mã số em này là 716. Mặc như gió được ạ. 250 mã 716 cho em nhá. Ui mẹ ơi. Nhìn thấy siêu phẩm rồi, nghĩ 500.000 các bạn ạ. Nào, ai được con này? Màu đẹp nhá. Mũ của nó mũ lông thật nguyên bản nhá. Mỗi tội size to thôi. 62 đến 66 cân của nữ, siêu đẹp. 716 chị bé su su. 62 66 cân của nữ nhá, dưới 66 cân này. Em này 500.000 nhá. Mã số em này là 390, không phải suy nghĩ luôn. 390 mọi người nhận về mọi người thấy mà. Phao chắc chắn kinh khủng. Tiếp tục nhá. Em này một em phao của nam, hàng đi tuyết được này mọi người ơi. Nam size 105. Size to này. 390 chị Hà Giang Adico. Em này nhá. Chồng chị nào cân nặng tầm từ 68 đến 72 cân, dưới 72 cân của nam nhá. Em này giống như tuyết được ạ, 400.000 nhá, mã là 230. 400k mã số là 230 cho em. Tiếp theo với em pha siêu nhẹ của nam size 100. 65 đến 70 cân nhá. Cân của nam quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 70 cân của nam này. 350, mã số là 243 hàng lông vũ nhá. 350 mã số là 243. Chị Tuấn Phương. Có hai lớp khóa và có đai đi kèm. 243 chị Hoàng Thùy Linh. Có đai đi kèm nhé mọi người. Có đai đi kèm luôn. Nữ nhé mọi người ơi. Chị nữ nào size to cho em nhé. Em này 63, 60, 67 cân. Dưới 67 cân của nữ nhé. Có đai đi kèm đấy. Kéo hai lớp khóa mọi người nhé. Hai lớp khóa này. Dưới 67 cân nhá, 350, mã số là 347, lông vũ đấy. 350, mã số là 347 cho em này. Size S của nữ chị ơi, size S của nữ. 75 cân nam hay nữ là gì? 45 đến 50 cân của nữ, hàng lông vũ siêu nhẹ. Size S của nữ nhá, size chuẩn S của nữ cho em này. Em này mức giá của là 350, hàng lông vũ siêu nhẹ nhá, mã là 429. 350 mã số là 429 cho em nhé. 350.000 mã số là 429 cho em này. Tiếp tục. Sao thể thao của nam á. Hàng của header rộng này, dòng thể thao này. Ở Việt Nam mình có vẻ là nhiều cái thương hiệu. Con này cái cổ của nó bị loang rồi, mọi người nhìn rõ. Bán cho người đi đường. 70 75 cân của nam nhá, lông vũ siêu nhẹ này. Kiểu thế sao nhỉ? Chắc kiểu thế. 70 75 cân của nam nhá, em lấy mọi người mức giá là 180 để đi đường thôi, mã là 113. Ấm. 180 chị Nguyễn Huyền. Mã là 113 cho em nhé mọi nhá. Nam.
295 của nam. 60 65 cân của nam lông vũ nhá. Dưới 65 cân của nam này, 308 mã là 176. 308 mã là 176 cho anh nhá. 380 là 176. Con này chất xịn, xò kích khủng luôn. Xịn từ khóa xịn đi nhá. Lông vũ xịn đấy, lông vũ nhẹ lắm. Em này nữ cũng được luôn. 176 chị Hoàng Thảo. Chị nào cân nặng tầm từ 50 đến 60 cân của nữ nhá, dưới 60 cân này. Em này màu xanh của vịt nhá, 370, mã số là 71729, 370 mã là 729 nha em nhá. 370 mã số là 729, không nhẹ. 370 mã 729 nha. Mà em siêu nhẹ wet boot, con này là nữ. Con này khả năng là hai mặt. Lông vũ siêu nhẹ một mặt thôi, size 90 của nữ. Các bà có cân nặng 50 2 cân quay đầu. 47 đến 52 cân này của nữ nhá, đẹp chưa? Dưới 52 cân quay đầu mà đẹp màu vàng nhá. Siêu nhẹ đấy ạ. 350, mã số là 268. 350, mã số là 268 cho em. Size 95 này. Mũ có cuối lông nhá mọi nhá, spa lông vụn. Mũ có cuối lông cho em, cái này của nữ ạ. Chị nữ nào có cân nặng tầm từ 57 đến 63 cân, dưới 63 cân của nữ nhá, 350, hàng lông vũ ạ, mã là 410. 350, mã số là 410 nha. Một em phao nam. Đây là một em bắt ca lông vũ này. Hàng của em free. Lông vũ của nam nhá mọi nhá. 268 chị Trang My. 60, 65 cân của nam nhá. Dưới 65 cân của nam này, form này quá đẹp cho nam luôn. 308, mã là 421. Lông vũ xịn nhá. 380.000, mã là 421. Tiếp theo một em phao. Phao này, phao lông vũ của nữ. Mũ của nó là phối lông con kiều đấy mọi người nhá. Mũ của nó phối lông con kiều đấy ạ. Size nhỏ của nữ này. 421 chị Ái Huê. 48 đến 53 cân của nữ. 48 đến 53 cân của nữ nhá, dưới 53 cân này, lông vũ đấy ạ. 350, mã số này là 209. 350 mã là 209 nha. 350.000 mã số là 209 nha em nhá. Hàng Tommy 2 nhá mọi ơi. Mà em phao lông vũ của Tommy 2 nhá, của nam, bản gốc của nó không mũ luôn. Tommy 2 của size nhỏ của nam này. Chồng chị nào có cân nặng tầm từ 62 đến 66 cân của nam nhá. Dưới 66 cân của nam hàng hiệu này. Em này mức giá của nó là 370, mã số là 341. 370.000 mã số là 341 nha. 370 mã số là 341 nha. Tiếp theo, con này là một em pro set của nam rất xịn nhá. Lấy nhanh. 209 cho chị Thu Hương. 65 68 cân của nam, em này 450 nhá. 65 68 quần cân của nam. 450 mã là 475. 450 mã số là 475. 450 mã số là 475 cho em. Cho cha chị nha. Tiếp theo một em này nó là áo đi tuyết nhá, của dòng lớp của nữ. Của cái này á, bên ngoài của nó là màu như dàn di mọi người, bên trong của nó này, chân này. Hàng của dòng lớp nhá mọi người nhá. Tay nhỏ thôi. Ui, cái này tay ngắn của chị con rồi. Chị nào có cân nặng 40-48 cân. 40-48 cân nhá, dưới 48 cân. Em này em lấy một cái 220 thôi. Đồ của trẻ con nhưng mà bán trong số người lớn ấy. 220 mã là 447, hàng của Zalot Fest nhá. Chống nước được ạ. 220 mã là 447 nha. Siêu nhẹ lông vũ cho em nhá. Của nam. Siêu nhẹ lông vũ của nam nhá mọi nhá. Chồng chị nào cân nặng tầm từ 65 đến 70 cân. Dưới 70 cân của nam nhá. 350 mã là 515. 350.000 mã số là 515. 447 chị Trần Thanh Vân. Này mà em size to của nam nhé, con này đẹp lắm, nhưng bị mất mũ này. Chồng mà 80 cân mới mặc được con này. 75 đến 80 cân của nam nhé, dưới 80 cân của nam không có mũ đâu ạ. Em này 200.000 ạ, mã số là 775. 200.000 mã số là 775 thêm. 515 cho chị Trang Nguyễn. Con này cao của nữ siêu xịn luôn này.
Trang Nguyễn hay ngồi inbox địa chỉ ạ? Người nhá, nhìn nhá, hai bên có eo nhá. Mời em áo lông vũ của các chị nữ size tầm từ 62-66 cân lông vũ á. Mình nhìn cái eo đai này, 62-66 cân của nữ nhá. Em này mức giá có là 350, mã số là 304. 350, mã số là 304 cho em. Siêu nhẹ là 1D3 nhé. Con này là chất lông vũ của nó xịn lắm, nhưng mà cái chữ của nó đây hơi bị mờ một tí. Chữ hơi mờ chữ thôi. Chất phao xịn ạ, không bay lông. Tiếp theo nhá. Em này nam có cân nặng tầm từ 70-75 cân của nam. Chữ của nó hơi bị mờ một chút ở bên này. 70-75 cân nhá. Em lấy mọi người mức giá của nó là con này. Vai này của nữ nhá. Các chị có cân nặng size 48 đến 55 cân nhá, size M của nữ này. Dưới 55 cân nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em ạ. Dưới 55 cân của nữ nhá. 307, mã là 707. 370.000 mã 707. Bác ga của nam nhá mọi người. Xịn quá. Bác ga của nam nhá mọi nhá. Chồng chị nào là lớp bảy chồng 65 đến 70 cân của nam, dưới 70 cân nhá. Em này lấy mọi người mức giá của nó 400.000, mã là 315. 400.000 mã là 315. Siêu nhẹ của nam nhá. Cái này chồng chị nào mà thích màu trầm trầm một chút, màu mận trầm nhá mọi nhá, của nam cho em này. Hàng lông cũng siêu nhẹ chống nước được nhá mọi nhá. Ôi xịn quá. Vâng, một năm chị An An 65-70 cân của nam, chồng chị nào mà thích màu mận trầm trầm một chút này. Dưới 70 cân nhá. 307, mã số là 286 này. 307, mã số là 286 nhá. Một em áo pha xịn sò của La Plum nhá. Con này em lấy 450. Size M của nữ 450. Dòng này vừa đi tuyết, vừa đi gió, vừa đi nước được. Các chị có cân nặng dưới 52 cân không? 47, 52 cân nhé. Tay của nó dòng đi tuyết ạ. Dưới 52 cân ạ, 52 cân quay đầu mặc đẹp nhé. Hai tay của nó là hai màu khác nhau mọi người nhé. Tôi lấy 400.000 đi. 400.000 mã số là 172. 400.000 mã 172. Hai tay hai màu khác nhau ạ. 400.000 mã 172 nhé mọi người nhé. Tiếp theo của em siêu nhẹ. Ủa này đẹp, của nữ đẹp quá. Mew led này. Siêu nhẹ nhé, con này dòng thể thao. Các chị có cân nặng 47 đến 52 cân. Xuất sắc luôn nhá. 172 chốt chị Đinh Cương. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 400 ạ, mã số là 292. 400.000 mã số là 292 cho em. 400k mã số là 292. Nào, mấy em hàng hiệu Colon Sport này. Colon Sport này nữ đều ok này. Con này nữ mặc được nhá mọi nhá. 60-65 cân của nữ. Sáu mươi sáu lăm cân của nữ nhá, đẹp xuất sắc luôn. Dưới 65 cân của nữ cho em nhá. Em này em lấy mọi người 450, mã số là 303. 450 mã 303 cho em. Mọi em áo parka của Adidas nè mọi người ơi. Đẹp chưa? Con siêu nhẹ của Millet kia mọi người lấy đi. Con siêu nhẹ hai con màu cam ấy rất đẹp luôn. Hàng của Adidas cho em nhá. Size to của nam nhá mọi người nhá. 70-75 cân hàng của nam, hàng parka Adidas này. 70-75 cân nhá, dưới 75 cân ạ. 75 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 450.000 mã là 785 hàng Adidas này. 450.000 mã số là 785 cho em nhá. Parka này của nữ cho em nhá mọi người. Em ơi mấy con đẹp vác à, thị trường ra các bạn cứ tra những con đấy xem 7-8 triệu chưa chắc là còn mua, chưa biết mua đâu ấy. Size S này mọi người ơi, của nữ nhá, S và M của nữ. Anh đã
thôi, nghỉ. Nữ nhá, có cân nặng sai tầm từ 55 cân quay đầu, 48 đến 55 cân nhá. 450, mã số em đây là 757. 450 mã là 757 cho em. 450 mã số là 757 cho em. Con này Paka là hàng của Lâm Đôn nhất của Nam này. Tôi không có chặt chém các bà đâu, các bạn cứ thử nhận và xem những con nào 400 trở lên đều xuất sắc. Mọi người có thể không tưởng tượng ra chất nhưng em sờ là em sẽ biết. Paka của Nam nhá, 62 cho đến 66 cân của Nam. Lông Vũ nhá, hàng của London này, 62 66 cân á, 450 mã là 169. 450 mã số là 169 nha. Tiếp tục này. Pha thể thao nhá mọi người ơi, của Nam này, con này chất đảm bảo anh biết luôn, dòng anh đi tuyết được nhá. Dòng này đi tuyết được. Tận Nguyễn. Đi tuyết được nhá mọi người nhá, size 105 của Nam. Con này là bông thôi mọi người nhá. Con này bị sâu bông đó. 169 chị Huyền Trang. Đại Hàn này, lông vũ nhá các bạn nhá. Rất siêu đẹp luôn. Con này chồng chị nào cùng xứ lạnh, đi xa đi làm xa xôi. 60-65 cân nhá. 60-65 cân nam nữ đều ok. Em này em đến mọi người mức giá của nó là 380 nhá. Mã số em này là 325. Không rồi, để mình mặc cũng được. 380 mã là 325. Mọi em sao lông vũ. Cái này là nam size nhỏ, nữ size to rồi. Size 165 này. Nữ lông vũ nhá mọi người. À, nam chị Hằng Nguyễn. Lông vũ này nữ nhá mọi nhá. Thì nữ nào cân nặng 60 thì 65 cân của nữ siêu đẹp luôn. 60 65 cân của nữ nhá, chất xịn lắm. Em này mức giá của nó là 400 nhá. Không phí tiền đâu. Mã số em này là 803. 400.000 mã số là 803 cho em. 400k mã số là 803 cho em nhá. Tiếp theo này, của em này cũng là phao nữ nhé mọi người. Nữ có cân nặng tầm từ 57 đến 62 cân nhé, dưới 62 cân này. 83 chị Hà Giang Anh. Em này 350, mã số là 174. 350, mã số là 174 cho anh nhé. Adidas của nữ này mọi người. Màu vàng nhé, Adidas của nữ nhé. Nữ có cân nặng size tầm từ 47 đến 55 cân nhé. Dưới 55 cân này. Em này 370, mã số là 416. 370.000 mã 416. 370.000 mã là 416 cho em nhé. Tiếp tục ạ. Lông vũ siêu nhẹ hàng của Ask Question. Bọn này thì đỉnh cao trong cái việc có tao ra chị ơi. Nam nữ đều có. Em này size dưới 52 cân thôi nhá. 416 chị Vân Nguyễn. 45 đến 52 cân, dưới 52 cân pha lông vũ có mũ nhá. Em này mức giá của nó là 370, mã số 5. 370, mã số 5. 370. Khách hàng gặp chứ sao ấy. Nên là của nữ size rất đẹp luôn nhá. Cái lông vũ của nó là lông vũ xịn luôn, không bay lông một tí nào. Con này không hiểu sao không chớp. Tôi thề các bà luôn ấy. 400.000 thôi. Mã số 5 cho chị Thúy Minh. Con này size 95 là em quất luôn ấy. Các bạn đừng tưởng nhé, không mua được đâu. Em này các chị có cân nặng dưới 53 cân nhé. Em này mức giá 400.000 mã là 292. Không mua là bật luôn. 292 cho em nhé mọi nhé. Tiếp theo nhé mọi người. Tiếp theo nhé mọi nhé. XL của Nam, size to của Nam lông vũ này. Rồi, thêm có 50.000 được một con quá xịn như thế, cưới đâu ta. 292 chị Nguyễn Hảo. Đấy, chị cứ nhận về mà xem. Chắc chắn là chị không thể chê được luôn ý. Chắc chắn lần sau lại hỏi siêu nhẹ lông vũ thể thao tiếp đi. 70-75 cân của Nam nhá. 70-75 cân của Nam cho em này. 350 mã là 133. 350 mã 133 cho em. Phất ca Nam.
ăn hiệu chuyện trò của tôi nhé. Tôi mà xuất cho con này giá 10 triệu là thôi nhé. Nó chỉ có bẩn một chút ở tay thôi mà cũng không đồng ý ư. Đi mua hàng xi như thế thì chết rồi. Đây, 65-70 cân của Nam. Cực phẩm luôn. Em này bẩn nhẹ một tí thôi. Lấy mọi người 350 là quá mềm luôn. Thật sự mọi người đâu, giá cả 10 triệu luôn. Mã số là 47487 nhá. 350 và 487. Con bác ca này tuyệt tuyệt vời luôn. Dưới 70 cân. Mùa 33 chị Nguyễn Phương Thảo. Tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn. Em không can thiệp nữa vậy. Tiếp theo nhá. Bởi vì nhá, cái con 10 triệu này bởi vì lỗi một chút nên người ta mới bỏ đi, chứ còn không bình thường á. Mình mua 10 triệu còn lâu mình mới xả ra nhá. Em này các chị ở cân nặng 55-60 cân, dưới 60 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 350, mã là 304, đúng không? Những con mà giá nó đắt hẳn ấy, trừ khi là có một lỗi nhẹ nhẹ gì đó người ta mới bỏ đi, còn không. Như mình là mình chẳng bỏ đi luôn. Các chị mà muốn săn siêu phẩm để săn những con là chỉ lỗi nhẹ thôi, chấp nhận được. Tiếp theo mà em nông vũ siêu nhẹ của Nam này. Đúng không? Cái con cả 10 triệu thì chắc chắn là người ta phải có gì. 34 chị Nguyễn Hoa. 68-72 cân của Nam ấy, dưới 72 cân này. 350, mã là 761. Chứ không nếu mà để hoàn hảo giống như mới ấy. Thậm chí mọi người 3-4 củ mọi người không mua được. Đừng nói. Tiếp theo mà em của Pina nhé. Hàng Nam 3-4 củ không đủ tiền mà mua nên. Bởi vì giá gốc của nó tầm 7-8 triệu, 10 triệu ấy. 60-65 cân nhá, dưới 65 cân này, dưới 65 cân nhá. Về chị nào vừa chốt được cái con Color Sport ấy, mọi người cứ lên Google search Color Sport sẽ ra cái áo, những cái áo lông vũ của nó giá ít nhất từ 7-8 triệu. Em này nhá, 60-65 cân của Nam, hàng Ifila nhá. 370, mã số là 301. Có của Nam 53 cân không? 553 cân chắc là có nhỉ. 370 và 301 cho em này. Bởi vì thế nên người ta mới bỏ ra chứ không người ta bỏ đâu. Em hàng hiệu cây tu nhá. Hôm qua có một bà xả một con siêu nhẹ cây tu đẹp lắm. Ở bên kia có bác ca nữ không? Bác ca nữ đầu lai. Ô bác ca nữ vừa lấy con có nào không nhỉ? Bác ca nữ. Em treo lên thử. Em treo được cái đống vừa treo lên thử. Em này các chị có cân nặng size M cho em nhá. 47-53 cân, dưới 53 cân nhá. Lông vũ siêu nhẹ này. 350, mã số là 307. 350, mã là 207 này. Lông vũ siêu nhẹ nhá. 350, mã số là 207 nha. Em của Nam nhé mọi người. Ui đây này, con hàng hiệu như này đây này. Tôi chả vào hiểu các bà xăng kiểu gì luôn. 207 chị đỗ không? Em này chống nước được này mọi người này. 63-68 cân, dưới 68 cân nhá. Em này mức giá của nó 350, mã số là 273. Những con như thế mọi người phải lấy đi. Thật đấy, không có đâu. Đây đây này. Má ơi, bác ca Nam này. Con này bó tay rồi. Con này quá xịn luôn, là lông vũ nhá. Chồng chị nào cân nặng tầm từ 64 cho đến 64-70 cân, dưới 70 cân. Em này 450, mã là 735. Con bác ca mới tinh như này. Muốn lông thật nhá. 650, à 450 là 735. Đấy, như con này này. Không tìm được đâu. À, bà chị Minh Lương. Đi tiếp nhá. Chồng bà nào mà chân chơi thì đấy. 735 77 cân, dưới 77 cân của Nam nhé. Tin em đi, rất đẹp. Em này 500.000, mã là 357. Ôi, chơi rồi. 357 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo này. Thôi, chả kệ. Kệ các bà, không tư vấn với các bạn nữa. Vì sao em là người đi mở rất nhiều. Em chị Hương sẽ bảo em mới lấy. Con nào em bảo đẹp thì cứ lấy đi. Thật sự luôn đấy. Size S của nữ này, 45-50 cân nhé. Lông vũ này, dưới 50 cân nhé. Em này 350, mã số là 841. 350 mà 8 357 của chị Dung Đào. Đây nè, hiệu đây nè. Bọn này nhá. Đây tôi search cho các bà hiệu này ra nhá. Suốt ngày chị ăn rồi đi search thôi mà.
spot đây đúng không? Mọi người nhìn thấy đúng thương hiệu Colon Sport chưa? Đây, Colon Sport đây. Mọi người biết giá của nó không? 2870, sấp xỉ 2.900 nhé. 2.900 mọi người nhân với giá 38 lên cho em. 12 triệu luôn. Có áo Blackpink nữ nào không bạn? Thế chỉ bán sang Hàn thôi, chứ nhà tôi có bán Blackpink đâu. Hỏi thừa quá đi, tôi chỉ bán Blackpink thôi, không bán Blackpink. Em này nam nữ đều đẹp nhá, 60-65 cân này. Bèo bèo một con vớ vẩn của nó bác cả, nó phải 12 triệu đấy các bạn nhá. Nam nữ đều ok, 450, mã số là 303. Không chặt chém mọi người tí nào, chỉ là mọi người không biết thôi. 303 cho em này, Blackpink à. Nhưng mà áo Blackpink là áo biển chiêu. Áo đen hồng à? Áo lắc pin, lắc pin, lắc pin. 303 chỉnh với Hảo. Tiếp theo á, siêu nhẹ lông vũ của Nam. Đấy, ra bảo những con như thế thì phải săn chứ, không săn phải săn những con như thế. Em này nhá, 68-72 cân, dưới 72 cân này. Ngày trước nhá mọi người nhá, cách đây 1 năm nhá, em bán những con cashmere nhá mọi nhá. Không ai chốt luôn, khách nhà em không ai biết mà chốt luôn. Thật sự mọi người luôn, em thấy đau lòng quá bởi vì khách không biết về cashmere như năm nay nhá. Thề mọi người luôn, mọi người rất là sành luôn, con nào cashmere lên phát nhìn phát là biết luôn. Chưa cả kịp đọc mark nhá, đã chốt rồi. Em này nhá, 68-72 cân nhá. 370 này, lông vũ siêu nhẹ của Nam nhá, mã số là 386. Mọi người dùng hàng si dần mọi người sẽ phải ấy lên, đi tìm hiểu đi. Đây tiếp theo này. Một em này là hàng của Polo Ralph Lauren nhá mọi nhá. Săn là phải săn cái con rồi này, săn phải đỉnh chót nhá. Em này nhá, nữ hàng Polo Ralph Lauren không mũ này, 55-60 cân, dưới 60 cân nhá mọi nhá. Em này em lấy mọi người 200.000 không mũ này, mã số là 349. Tiếc quá. Vừa lấy bảo thì không nghe, ngồi đấy. Tiếp theo mà em của AP Plus cho em này. Những con em bảo xịn mà xịn vì sao em làm hàng em phải biết chứ. 349 chị Thảo Nguyễn. Size S của nữ này. Có Dickie đem chị ơi, không biết là mọi người phải hát cái thứ tin. Dickie hả? Dickie vừa lấy bán mấy con rồi. May thì có thôi mọi người ạ. Size S 40-48 cân này của nữ nhá. Lớp vũ ạ, 40-48 cân. Dưới 48 cân nhá. Em này em lấy mọi người. Em này hàng bom 250, mã số là 467. 250 là 467. Nhiều lúc buồn. Buồn vì các bạn. Mình cũng nhận phao 5 bất chấp. Đây là những con đi lấy hàng hiệu này không lấy luôn mà. Hàng của Ellie nhá mọi nhá. 167 chị Hàn Mít. Con này mọi người về có thể cái màu mọi người chê nhưng mà thật sự mọi người luôn. Bọn Hàn nó ra những cái màu toàn những ra cái màu đình đám thôi mọi người. Bởi vì sao? Có vừa con có con màu tím than 70 cân đấy, à con màu ấy. Bởi vì sao? Nó là nghiên cứu rồi, dòng hàng 7-8 triệu rồi. Mà người ta đã mua tiêu dùng có nghĩa là thị hiếu của người ta. Mọi người phải hiểu này, năm nay ví dụ như có cái dáng váy mà nó dài tay ấy, mà váy len ấy dài tay mà nó cứ lên tăm 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 đến đây rồi xong rồi len to to dưới ấy. Năm nay nhá, nó là rất là trend luôn. Hiện tại hàng mới bọn nhập về cũng nhiều luôn, đừng nói đây mọi người đang mua hàng xịn nhá. Đó, năm của mình bao giờ đi sau thị trường luôn. Em này các chị 55-60 cân nhá, dưới 60 cân cho em này. Em này em lấy mọi người 400.000 mã là 496. Ellie này. 400.000 mã 496 cho em nhá. Bởi vì sao em cảm giác như em nói mọi người không có tin đâu, em phải cho minh chứng cho mọi người biết thì mọi người mới biết. Nam cho em nhé bạn nhá, bản gốc không mũ này. Chồng chị nào có cân nặng tầm 65-70 cân của Nam nhá. Con này là hàng lông vũ rất nhẹ luôn. Là 65-70 cân nhá. Em này mức giá 370 của Nam nhá. Mã là 208. Mới 96 thì biết rồi. Mà mọi người cứ không tin ý. Tiếp theo mà em bác ca Nam nhá. Mà con này nó điêu. 65-70 cân. Dưới 70 cân của Nam nhá. Em này mức giá 370. Mã số em này là 309. 370 mã số là 309. Em điêu vàng. Em của Adidas này. Nữ nhá mọi nhá. Ồ, em này hai mặt của Adidas, một mặt xanh một mặt hồng luôn. Nên là em bảo năm nay em phải định hướng cái thằng ở bên Trung à. Mày chỉ nhặt cắt mi cho tao, bây giờ tao chỉ làm cắt mi không làm cái khác nữa. 60-65 cân nhá, dưới 65 cân này.
một là cashmere, hai là lông dài cá, chỉ làm hai con đấy thôi. Nó bảo là sao mày khôn thế, 60-65 cân này. Adidas em lấy 370 nhá, hai mặt luôn, mã số là 454. 370 mã 454. 208 size L, anh ơi. Cô thấy anh Tuấn Trần đấy ạ. Cống bao nhiêu tiền cho mày rồi, con bị khôn lên, lấy mãi rồi đấy. Tiếp theo nhá, nữ cho em này, cổ phối lông thật cho em nhé mọi nhá. Em này nữ có cân nặng tầm từ 60-65 cân. Phao xịn đấy, nhưng siêu nhẹ nhá. Em này mức giá của nó là 350, mã là 114 này. 350, mã 114 cho em này. Tiếp tục nhá, lên một em của Reebok mà mọi người ơi. Reebok nhá, áo Reebok này, con này không dày đâu, con này chỉ vừa phải thôi. Từ miền Trung Trung hết vào Đà Nẵng các thứ là ok này. 65-70 cân của nam nhé, hàng Reebok này, dưới 70 cân nhé. Em này 300.000, mã là 433. Không phải không tin mà sắp ăn xin hết tiền. Cái gì? Không phải không tin mà là sắp ăn xin hết tiền. Một em đây là hàng hiệu tiếp này. Quận này này, phao này là phao xịn đây này. 114 cho chị Nguyễn Giới. Đây này. Quận này này. Cái thương hiệu này này. Cần tôi xuất ra giá nữa không? Giá của con này là mã 208. Theo phao này bèo bèo phải 5 triệu đấy. Em này các chị size M cho em nhé. Ủa chốt rồi mọi người ơi. 433 cho chị Tào Ngọc Hà. Size M cho em nhé, của nữ này. Ấm lắm thôi, cái chất của nó rất đẹp. 50-55 cân cho em nhé. Đấy, 400 nghìn như con này thì bằng không bằng 1/10. Mã số em này là 262. Mọi người cầm về mà xem. Áo phao mận vậy là chốt rồi nha mọi người nhé. 45-55 cân có chị ơi. Tiếp theo nhé. Em sao này của nữ cho em này, pha lông vũ nhé. Chị nào có cân nặng 50-55 cân cho em này, pha lông vũ nhá. 50-55 cân, dưới 55 cân nhá. 350, mã số là 511. Lông vũ của nữ 350, mã 511. Đây có một con này là pha pha này của trẻ con nhá mọi nhá. Nhưng mà nó bị mất mũ này, nhưng mà người lớn mặc được các bà ơi. Tôi lấy các bà 150 này. Hai anh cháu chị Tuấn Trần. Chết rồi, hỏng quá rồi, chết rồi, chui ra được. 514 chị Mo. Lông thật nhà các chị lấy đi đẹp dã man mọi người này. Kiểu dáng khá rất là xinh nhé mọi người nhá. Size số 95 này tương đương với khoảng tầm một size M lớn cho em này. Em này tầm độ 53-57 cân nhá mọi người nhá. 53-57 cân thì lấy ngay em này cho em này. Mít mũ lông cho em toàn bộ hết luôn. Bán em này với giá là 350.000. Chốt cho em mã số là 410 cho em luôn này. Mã số là 410 cho em. À mọi người ơi, bộ lụa đã về rồi, mọi người có thích không? Để em Bảo Huyền mặc cho. Chị mặc lên mọi người đây là size 90 dạng ai? Ai bảo size nhỏ ấy này. 90 ai mà hỏi em mà dáng ngắn mà khoảng tầm độ từ 45 đến 55 cân đến em này được cho em mọi người nhá. Size số 90 đây ạ. Khoảng tầm độ từ 45 tầm độ 53 quay đầu thôi ạ. 45 đến 53 cân này. Mic mũ lông hết tầm độ 350.000 này. Áo phao của nó là không vũ nhá. 350 chốt cho em mã số là 150 cho em luôn nhá. Mã 150 lông vũ mic mũ lông cho em luôn đấy ạ. Ai cần đã cần lên bộ lụa không? Bộ lụa hàng hàng xuất. Cho các bác nha. Và em lông vũ mọi người này. Lông vũ nó nhẹ lắm mọi người ạ. Lông vũ em này nó trần rất là cẩn thận, rất là nhẹ nhé mọi người nhá. Phần mũ mọi người tháo rời cho em được thoải mái luôn ạ. Eo của nó hơi chiếc eo nhẹ đây ạ. Em này có cả đai eo không chị ơi? Đây. Mình chỉnh đai eo cho em được nhá. Size M 50 tầm độ 55 cân. Cái màu ấy sang lắm. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này này. Áo phao lông vũ cho em luôn nhá. Bán em này 350. Đầy đủ đai tay đai eo cho em này. Chốt cho em mã số là mã số 13. 350 cho chị nhé. Dáng dài size S thị vòng là số 2 ngày kia. Mã số 13 cho ngày kia em. Hôm nay em sợ không có phao dài size S đâu, phao nam. À phao nam đây này. Đồ chất nó mới lắm mọi người. Ai không biết cửa hàng mới nó không mọi người ơi. Hàng luxury của nam nhé mọi người nhá. Hàng luxury của nam đây này. Đây. Em này nó ghi là size S nhưng mà theo em này phải tầm độ size L của nam các bác nhá. Ai hỏi size của nam dáng ngắn lấy em này. L của nam này, 60 tầm độ 65 cân mặc vừa những em này cho em luôn nhá. Phao của nó là phao rất là mới cho em luôn này. Còn mới nguyên cho em luôn nhá, phao lông vũ 60-65 cân của nam. Bán em này với giá là 350. Chốt cho em mã số là 850 cho em luôn này. Huyền đi thay bộ lụa. Em lấy một bộ size em thay một bộ S, một bộ màu kia. Đây nhá, em cho mọi người xem nhá. Đây là hôm trước em bảo mọi người bộ lụa này. Đây là bên trong của nó nhá mọi người nhá. Đường chỉ đường may nhá, đó là hàng xuất. 850 thì cũng quý. Đây, hàng xuất. Con này năm nay vest của cái hãng này rất nổi tiếng luôn.
sổ mọi người xem nha. Chị Phú Quý bao luôn địa chỉ để cho tiếp. Mai là gì vậy chị? Mai á? Mai hình như là có quần len đấy bà. Quần len này của Polo rất là len nhá mọi nhá. Ổn kít à. Còn trẻ con này. Trẻ con này chị nào cân nặng tầm từ 33 đến 38 cân. Dưới 38 cân của trẻ con nhá. Em lấy mọi người mức giá 160 hoặc Polo rất là len nhá. Mã số là 186. Có bộ lụa này có hai màu, một màu xanh và một màu màu mận. Màu xanh thì chắc là chỉ có 3L thôi. 6M, 6S. Tiếp theo một em này nó là pha lông vũ. Size 95 của Nam nhé. Con này màu xanh lá cây. Bản này nó là lông vũ nhưng mất mũ. Chồng thì nào cân nặng tầm 68 đến 73 cân nhé. Dưới 73 cân của Nam, dưới 73 cân nhé. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 200.000. Mất mũ này, lông vũ nhé. Mã là 313. Má là 313 cho em. Bộ màu xanh này quá đẹp này. Lên bộ màu xanh trước nhá. Anh ơi inbox luôn nhá. Bởi vì là có ít 3L, 6M và 6S. Mặc lên chất nó sướng kìm. Chất nó nhẹ lắm luôn ấy. Mà mọi người ơi yên tâm đi. Cái này em cho mọi người kiểm tra hàng trước khi nhận nhá. Khách cũ nhà em thì không có sang đâu. Chất đỉnh luôn. Bộ lụa này là hàng shop ấy mọi người nhá. Không chết tôi sao xem ạ. Có ghi mắt xong vứt vào. 313 chị Thông Nguyễn. Đây. Đấy màu xanh trước em ơi, 6S, 6S, 6M, 3L. Ai trước thì được. Hàng thanh lý của shop ấy nhá. Em cho mọi người xem ảnh. Màu xanh em mặc nha mọi người ơi. Màu sang rồi. Hai màu đó là màu xanh như này này. Màu xanh như này nó không phải màu trắng trên live đâu nhá. Bạn mẫu mặc đấy. Đến con size. Cái này nhá, cái này giá của shop họ bán hình như là 7-8 lít gì đấy, em không nhớ rõ lắm. Bởi vì nó em hay được mua được hàng thanh lý, mọi người biết rồi đấy. Cái này size L của nó là dành cho các chị. Size S là từ 40 cân cho đến 48 cân nhá. Size M là từ 48 đến 55 cân. Size L là dưới 60 cân cho em nhá. Dưới 60 cân, trên 60 cân không mặc được bộ này. Trên 60 cân không mặc được bộ này nhá mọi nhá. Màu xanh, từ mọi người lên mã cho em để em ấy nhá. Để anh ấy cho mã em đọc nhá mọi người ơi. Mã bộ xanh này thì mọi người lên giúp em là mã số là 1234 này. 1234 kèm size. 1234 kèm size cho em ạ. Giá của nó là em lấy mọi người 290 thôi, 290. Giá quá bình thường này. 290 nhá. Mặc xuống lắm mọi người. Chất nó kiểu nhẹ tơi nhẹ lắm. Nó là lụa mọi người nhá, nó là lụa đấy ạ. Nó không phải là bộ ấy đâu. 290 nhá. 1234 sẽ kèm size cho em. Giá 290 là giá thanh lý hết nước hết cái rồi. Em đây em có điện thoại của em đây, nó có ảnh của ấy đấy, nhưng em phải che cái tên của shop vào vì lần trước đã rất là ảnh. 1234 size M cho chị Lương Thu Thủy ạ. À? Lần trước sale xong rồi các bà sang mách nhà người ta rồi. Hôm nay nhất quyết là không cho các bà nhìn thấy tên shop để các bà không mách. Mặc chắc không thích lắm mọi người ơi. Chốt luôn đi nhá. Chị cảm thấy gì? Chị làm size L. 1234 size L cho chị. Size có 3 size L thôi nhá. Ngoài anh. Đây một bộ đây. Chết rồi, cái điện thoại của tôi hết pin rồi các bạn. Đây nhá mọi người nhá, em đang dơ size L và em đang có size S nhá. 1, 2, 3, 1, L cho chị, biên giới. Chất sướng cực. Chất nó thích lắm mọi người, em mặc lên nó thích lắm mọi người. Bộ này giống như kiểu 1, 2, 3, 4, L cho chị. Em là bảo chất của nó xịn như bộ của bọn cái nó trông vào này. Đây, L một lò nha, hết một lò nữa nhá. 3 bộ hết rồi nhá. 1, 2, 3, 4, S cho chị, nguyên võ. Hà Nội á, 1-2 hôm thôi ạ. L đây này. 47 cân bao nhiêu size gì? 47 cân á, 47 cân mà size S thôi. 1-2-3-4 size S cho chị Hậu. Mọi người thích rộng thì mọi người chốt to hơn. Mẫu 48 cân mà size S đây này. Bộ này rất vừa phải, không dài đâu. Nó không bị dài mà mình chỉnh được theo chiều cao của mình nhá mọi người nhá. Thích mặc thấp mà thích mặc dài thì mình có phải kéo lưng xuống một chút xíu. Còn em thích cao thì mình cao một chút xíu lên ấy. Mờ chị Hồng Trần. Rất là dễ chịu mọi người, chất nó rất là mềm. Chất sướng cực. Theo thích ấy, mọi người cho nó rất là mềm. Mọi người ơi, cái lụa này nhá. Mọi người có thể giặt máy được nhưng vui lòng cho vào trong túi cho em nhá. Bởi vì lụa mọi người một là giặt tay cho em. Cho vào máy quay là khả năng là sẽ tan rất là nhanh luôn. Nên nếu mọi người lười thì mọi người cho vào cái túi giặt nhá. Cho vào túi giặt là cũng vẫn là giặt máy được. Còn không mọi người giặt bằng tay cho em bởi vì nó là lụa. Mà cái màu này trông nó sáng ra nhá mọi người nhá. Lấy luôn, nghĩ luôn. Cái này nó là lụa nhá mọi nhá. Đó là lụa. Thế nên là một là giặt tay cho em, hai là giặt máy thì cho vào trong túi giặt cho em nhá. 1, 2, 3, 4, S cho chị Donald Trump. Ôi Donald Trump á.
Ôi nó là chăm mua hàng nhà tôi. Chấm. Đây. Màu hồng. Em đọc biếu thử mọi người, màu hồng ạ, màu đỏ đấy mọi người. Màu cho mận đấy, cho mọi người lên, mọi người xem luôn á. Tới Huyền, Huyền cầm cho Tita đi. Đây nhá, em cho sang mọi người sang cái bộ. Lò hết rồi đúng không? 1, 2, 3, 4, mở cho chị Phun Chị. Đây, chẳng. Cái chất của nó như này, khoản chất của nó như này nhá. 1, 2, 3, 4, mở cho chị. Không lối thoát. Thanh lý thì nên là nó giá thanh lý nên là được ít á. Con này là màu, của nó là màu màu đỏ đô ấy mọi người. 1, 2, 3, 4, M cho chị thuồng lên. Còn 3M. Chất nhẹ lắm, mọi người cứ kiểm tra hàng trước khi nhận thoải mái cho em. Em đồng ý mọi người kiểm tra hàng trước khi nhận. Đây, tí mẫu mặc lên cái bộ này nhá mọi người. Mặc lên cái bộ này. Chưa có một cờ. Còn là chi kim nhỉ. Bộ. Đây cái này là cái gì đây? Đấy, bộ đấy. Mấy giờ lên quần len là tối mai nhé chị nhá. Tối mai lên quần len. Đây nhá, cái túi quần bên trong của nó cũng là lụa đấy mọi người nhá. Một em nữa này. Một em nữa của Huyền. Đến trên này đọc tốt. Đây nhá. Cái dây rút của nó là bên trong các bạn nhé. Đây, cái túi quần của nó chính là ruộng luôn. Bộ mẫu mặc tiếp đây. Đây là chuyển cái màu này, thích màu này, lấy màu này cho em mọi người này. 1, 2, 3, 4 màu cho chị Kim Chi ạ. Còn thì đổi được nhé chị nhé. À chị Chi Kim ạ nhầm. Sao hết size mà hết màu rồi còn 2S thôi. Chi Kim đúng không? Bộ này lên 290 nhé mọi người nhé. Lên cho em mã số là 1405. Bộ màu mặn này nhé mọi người nhé, mã sẽ mã khác nha. 1405 cho em nhé. Và vẫn kèm size nhé mọi người nhé, bộ mới thì mọi người lên kèm size giúp em với. 1405 cho em nhé, lên áo khoác chị cho em rồi. Đợi chút em lên bộ lụa xong em xuống. 1405. Cái độ cũng ít thôi. 1405 cho em nhé, dưới 60 cân là mặc ok. Túi mọi người ạ. 1405 kèm size. Này hai bên có túi. 1405 là chị trả mình nhé. 290 đúng không? Các chị lấy mỗi một em bộ cho đẹp, màu đẹp lắm, màu nào cũng xinh luôn mọi người ơi. Chất nào cũng thích luôn ý. Ô, vừa mới xích xong mặc được cái sao? Cái lụa này mặc cái này chị ơi, mà nó sướng nó rộng lắm, không phải kiểu bị khó chịu mọi người nhá. Ở phần eo chị này là quần cà thun rất là thoải mái chị này. Cà thun nó mềm lắm, không phải cặp kiểu cặp cứng đâu, cặp rất là mềm luôn mọi người ơi, mặc dễ chịu thoải mái cực kỳ luôn. Tôi 63 cân tôi không vừa cái nào đi tôi rồi vừa tôi này. Mờ cho chị đài trang Nguyễn. Nhưng mà phải mặc tầm 60 cân cái đầu đẹp nhá. Lớn hơn thì vẫn vừa nhưng nó không đẹp lắm đâu. Nên mọi người mặc cho nó vừa cân nặng thì sẽ đẹp hơn nhá. Mờ cho chị. 60 cân thôi. Nguyễn Thanh Mai. Rộng quá chật quá sẽ không được đẹp ấy. Nó sẽ lên cho không chuẩn đâu ạ. Mình cứ làm sao mình vừa cân mình mặc đẹp nhất có thể là ok nhá mọi người nhá. Còn nếu mà ai không mua thì mình đợi sang cái sản phẩm khác mình sẽ mua nhá mọi người ơi. 1405S cho chị Trang Lý. Đổi cho chị Nguyên Võ sang cái xay màu này. Hết lò chưa? Hết lò. Đó hết lò không đủ lò. 1405L cho chị Đỗ Huyền. Tiếp tục nhá mọi người ơi. Lên tiếp theo nhá mọi người nhá. Một bút lông mờ chị Chi Kim. Bao lông vũ của Paris này mọi người. 60-65 cân nhé. Đại ký Huyền nó vào đó. 1405L cho chị Nguyễn Giới. Có một bộ L rồi. Hết L rồi này. Hết L rồi rồi. Lô bộ đấy. Có chị đánh ra hết L đi hàng ngày này. Còn L nữa không? À còn một bộ. 1405L cho chị Hoài Anh. Hết rồi, đây. Đây là chị Nguyễn Giới này. Hết rồi anh ơi, hết rồi. Rồi đến dự phòng Hoài Anh cho chị Nguyễn Giới nha. Tiếp theo nhá. Thấy chưa? Phao lông vũ của Nam này. 1405S cho chị và Ngân Khánh. Đây. Vừa hỏi trong có loại 72 cân đấy. Lông vũ của Nam đây ạ. Bộ đấy là 290 nhưng mà chắc là khả năng là hết rồi chị ạ. 1405M cho chị Lê Hồng. Lông vũ đáng hàn cho em luôn. 2M 2S thôi bỏ đi còn
Đây một em dáng Hàn nhá mọi người nhá. Lên một em dáng Hàn cho em luôn này. Mờ cho em 50, em tầm độ 55 cân mặc với em này. 50 55 cân nhá, phao lông vũ cho em luôn đây ạ. Bán em này 350 mã số là 274 cho em luôn. Mã số là 274 cho em luôn bác. Quả cổ lông eo như lông gấu ấy, sướng lắm bác ơi. Màu ghi hoặc là đen ok chị. Thôi nếu mà các bạn nào mà cần hàng mà kiểu hàng hãng ấy mọi người nhá, thì em nói chắc là em không muốn cho là hàng hãng đâu. Còn những cái hàng sản phẩm mà hàng xịn thì đảm bảo chất nó rất là thích nhá mọi người nhá. Còn nếu mà hàng hãng thì em không đảm bảo được luôn nhá mọi người nhá. Tiếp theo này, em này đây ạ, thoải mái cho em SM đây này, bác nào thích nhẹ nhàng thì em này cho em đi. Màu xinh lắm, bên ngoài của nó là màu kem cho em. 45 tầm độ 55 cân này, mít cổ lông toàn bộ xong chất thì rất là mới cho em luôn ạ. Em mọi người chỉnh được theo eo của chính mình nhá. 45 đến 55 cân dáng kiểu trẻ trẻ chút xíu này. Bán em này với giá là 350.000. Chốt cho em mã số là 197 cho em luôn này. 350.000, mã số là 197 cho em mọi người nhá. Mã 197 cho em luôn này. Đa số lông vũ mọi người ạ, đa số này lông vũ nhiều nhá mọi người nhá. 197 chị Mia Mia, ít nhất em trần bông thôi. Đây này, ai hỏi em dáng dài thì em tới đến em này đi. Size 3XL cho em nhá mọi người nhá. Size to, dài lấy em này cho em, em này là của nam rồi ạ. Em này là của nam cho em nhá, XL 3XL cho nam ạ. Khoảng tầm độ em này tầm độ từ 75 đến 80 cân mặc với em này của nam. 75 80 cân của nam này, dáng dài đến qua chân của em luôn. 350, chốt cho em mã số là 843. Ai mà có chồng size to thì lấy này. Mã số là 843 cho em luôn này. Mất mũ chị ơi, thích còn 200.000 cho mọi người luôn nhá các chị nhá. Bị lỗi mất mũ này hay áp màu nhẹ thích còn 200.000 cho mọi người luôn để mọi người dễ dàng mua hơn nhá mọi người nhá. Đây màu hồng tím đây ạ. Em này là hồng hồng phớt tím này. Em này nó ghi là size số 95, tương đương khoảng tầm độ size M thôi. 50 tầm độ 55 cân mặc với những em này. 50 55 cân này, phao này của nó là phao lông vũ nhá mọi người nhá. Bán em này 350 mã số là 728 cho em luôn phao lông vũ này. Mã số là 728 cho em luôn nhá các chị nhá. Mã 728 cho em luôn. Dáng thể thao của nam đây này. Ai hỏi dáng thể thao của nam thì lấy ngay em này cho em đây ạ. Đây, bác nào hỏi em khoảng tầm độ 60 cân của nam thì lấy em này đi ạ. 60-65 cân của nam nhá mọi người nhá. Phao lông vũ này, cái phao của nó rất là mới. Cái phao nó hơi kiểu phao bóng một xíu rất là mới này. Mix toàn bộ cho em mix màu này. 60-65 cân chuẩn size L của nam luôn nhá. Lông vũ vừa nhẹ lại vừa ấm. 350 chốt cho em mã số là 345 cho em luôn này. 350 chốt cho em mã số là 345 cho em luôn. Cái dòng dáng parka như vậy nhá mọi người, đừng mà bỏ qua, đẹp chưa. Parka này xịn xò dã man. Bên trong em này là kiểu đi tuyết nhá mọi người nhá. Này những sắt này để đi tuyết ấy. Để mình không sợ bị lạnh, cũng không sợ bị kiểu là nước vào người ấy mọi người ạ. À, size 100 cho em của nam. Cảm ơn chị Nguyễn Hoa. Size 100 cho em nhá. Em này là của nam. 60-65 cân mặc vừa em này. Size L của nam 60-65 cân này. Chất đẹp vô của em này, em mình không thể tầm 450 nhá mọi người nhá. Em này các chị này. Em này khoảng tầm độ không đến 60 cân rồi ạ. Em này khoảng tầm độ từ 55 đến 60 cân thôi. 55 đến 60 cân mặc với em này cho em, nó ghi là size 100 cho em nhé mọi người nhá. Bán em này chỉ với giá là 300.000, mã số là 219 cho em luôn. Mã số là 219 cho em nhá. 55 đến 60 cân mặc với em này. Mã số là 219, chỉ 300.000 thôi ạ. Chỉ 300.000 này. Rồi tiếp theo chị này. Mời em tiếp theo nhá mọi người nhá. Đây, một em hàng của nam đây ạ. Bác nào thích của nam, dáng của nó là giống như kiểu là dáng dáng siêu nhẹ mọi người, thì lấy em này. Ai thích dáng của nam này, lên một em dáng kiểu siêu nhẹ cho em luôn. Size to, 65-70 cân mặc vừa em này. XL, 65-70 cân nhá. Phao bóng này, mix màu cực kỳ xinh cho em luôn. Phao lông vũ các chị này, chất nó mềm, ôi là mềm luôn ạ. Bán em này với giá là 350, mã số là 162. 350, mã số là 162 này, đây phao béo này. Em thấy nhiều chị thích một kiểu phao béo, bởi sao nó rất là trẻ trung và cực kỳ dễ mặc. Đa số phao béo nó sẽ là kiểu dáng oversize nhiều nhá. SML đều với những em này. SML đều với em này cho em phao béo này. 300.000, mã số là 449 cho em luôn. Mã số là 449 cho em này. Hàng Intergrill. Hàng Intergrill này. Một em hàng của Hàn đi ạ. Lên một em hàng của Hàn cho em luôn nhá mọi người nhá. Size số 95 cho em ạ. Em này hàng của nam các chị ơi. Size 95 của nam, em theo em này khoảng tầm độ size M lớn của nam luôn ạ. 55-63 cân của nam thì lấy ngay em này mọi người nhá. Dáng kiểu siêu nhẹ, 55-63 cân này, lông vũ vừa nhẹ lại vừa ấm cho em luôn. Dáng rất là thể thao nhá mọi người nhá. 350, ui mẹ, lỗi tay chị ơi, lỗi tay cái chị này. Lỗi tay này, phích còn 200.000 cho em thôi các chị nhá, bị thủng nhẹ nhẹ này. 200.000, phích lỗi tay, chốt cho em mã số là 415 cho em luôn. Hàng của nam nhá, 200.000
200 nghìn. Thích lỗi tay nhá. Mã số là 415 cho Nam, cho Nam các chị này. Đã 415 cho Nam luôn. Màu xanh đi ạ. Lên một em màu xanh cho em nhé mọi người nhá. Em này nó cũng là phao béo luôn các chị ơi. Phao béo này là cái phao béo không mũ nhá mọi người nhá. Phao béo dáng không mũ LXL 55-65 cân. 55-65 cân mặc vừa em này. Phao thường thường phao béo sẽ là phao trần bông nhé mọi người ơi. 300 nghìn mã số là 762. Cái màu của nó quá xinh luôn. Mã số là 762. Trời ơi em này không không đẹp không lấy tiền các bác luôn. Họa tiết luôn các bác nha. Đây. Một em phao họa tiết cho các bác luôn này. Đây, em dáng siêu nhẹ. Lên một em dáng siêu nhẹ này, dáng thể thao, dáng sport cho em mọi người nhá. Cái màu thì rất là hiếm rồi. Cái màu này thì cực kỳ là hiếm này. Dáng siêu nhẹ cho em luôn nhá mọi người nhá. 45-50 cân mặc vừa em này. Hai bên phối tay len đây ạ. Ai hỏi dáng ngắn thì lấy ngay em này. 45-50 cân. 300 nghìn mã số là 288 cho em luôn. Dáng siêu nhẹ. Mã số là 288 cho em luôn này. Đã là lông vu còn dày dặn, rất là dày dặn, rất là phồng, rất là căng mọi người nhá. Đây, em lại tiếp này, của Nam đây ạ. Một em của Nam, size M lớn, 55-63 cân của Nam. 55-63 cân của Nam này, phao của nó căng, phồng, cực kỳ đẹp cho em nhé mọi người nhé. Mới phải tầm độ 96-97% cho Nam nữa mọi người ơi. Rất là đẹp luôn. Bán em này 350, mã số là 824 cho em luôn này. 350 họa tiết nhé, mã số là 824 cho em luôn nhé mọi người nhé. Nó nói 77 đi ạ. Các chị cứ áng chừng trong người của em 63 nhé mọi người nhé. Các chị nào áng chừng mình thích mặc dài đâu thì mình áng chừng đó cho em là được. À, tiếp theo này, một em phao béo tiếp này. Lên một em phao béo size M. Phao béo size M nhá, 50-57 cân thì lấy ngay em này. 50-57 cân, 300 nghìn mã số là 210. Mã số là 210, không đủ lấy em này đi. Dáng phao hàng. Dáng phao hàng nha mọi người nhá. Dáng phao hàng là dáng cổ khăn này. Em này ạ, 50 tầm độ 57 cân mặc với em này. 50-57 cân, dáng chuẩn của hàng luôn đấy ạ. Dáng này rất là nhẹ nhàng và kiểu hơi chảnh chảnh một chút xíu cho em mọi người nhá. 50-57 cân, 350 chốt cho em mã số là 460. Dáng phao hàng mã số là 460 cho em luôn này. Đây, ai hỏi hàng Dicky đây chị này. Ai hỏi Dicky đây chị này. Hàng hiệu chuẩn xịn cho em nhé mọi người nhá. Nó ghi là size M thôi. Medium size M của Nam. 55-60 cân của Nam đấy ạ. Nhưng em này không phải màu đen đấy chị nhá. Em này là màu hơi hơi xanh, kiểu xanh tím than. Có kèm cả mũ. Cái dáng form này nó hay, sẽ là hay là cái kiểu dáng thể thao nhiều hơn nhá. Hàng Nikki này, 50 tầm độ à, từ 55-60 cân của Nam cho em. 350 chốt cho em mã số là 392 cho em mọi người nhá. Mã số là 392. Hàng hiệu của Nam luôn. Mã số là 392 này. Đây là hàng của Mỹ đi. Lên mà em hàng của Mỹ cho em mọi người nhá. Hàng của Mỹ này, sang 100% sau ok chị. Hàng của Mỹ này, form 100 cho em luôn chị này. Em này là của Nam, 100 của Nam rồi. 60-65 cân của Nam. Dáng siêu nhẹ, 60-65 cân của Nam nhá. 350, mã số là 720. Hàng của Mỹ này, mã số là 720 cho em luôn. Phao đen của sau em nhá. Phao đen là của nữ rồi, size của nó khá là nhỏ. Một em phao đen của nữ đây ạ. 45-50 cân. Bác nào hỏi phao nhỏ của nữ, phao ngắn của nữ thì lấy em này đi nhá. 45-50 cân mặc với những em này. Có kèm cả mũ này. Mặc lên nó rất là tôn giá. Nó ôm vào người ấy. 350 mã số là 289. Mã số là 289 cho em luôn này. Phao béo size L. Một em phao béo size L nhá, 55-60 cân mặc vừa em này. 55-60 cân này. Bán em này với giá là 300 nghìn mã số là 358. 300 nghìn mã số là 358 cho em. Hàng bang bang nhé mọi người nhá. Size 105 là size to rồi các bác ơi. 105 là size to nhưng theo em này là của nữ. Bởi vì em này chỉ khoảng tầm độ LXL của nữ thôi à. 60-65 cân mặc vừa em này thôi. 57-65 cân nó rất đẹp mọi người nhá. Chết eo này. 57-65 cân trời ơi, cái phao của nó mới phải đến tầm độ 98-99% đó các bác ơi. Nó mới và nó rất là căng nhá mọi người nhá. Phao lông vũ luôn đấy. Bán em này với giá là 350 thôi, cực kỳ đẹp của nữ này. 350 từ 57-63 cân à, từ 57-65 cân. 350 mã số là 380 cho em luôn này. Làm như hàng mới luôn. Mã số là 380 cho em luôn nhá mọi người nhá. Mã 380 chỉ 350 cho em. Bên trong nó hơi hơi lót một chút như kiểu là da lộn đấy ạ. Và bên ngoài thì nó mix phao cho em nhá. 45-53 quay đầu. 45 tầm độ 52-53 cân của nữ. Dáng của nó trùm mông này. 300 nghìn mã số là 741. Pha lông vũ luôn cho em nhá. Mà lông vũ tiếp này. Toàn những em lông vũ thôi. Em này các chị này, mua một nhưng được hai nhá. Mặc mặt đen hay là mặc cái mặt xám đều được cho em hết. Size nhỏ 45 tầm 53 quay đầu. 45-53 cân này lông vũ này, mua một được hai lại còn là dáng rất là sang chảnh nữa. 350 mã số là 700 cho em. Hai bạn chị có chị chốt chị ơi. Mua một được hai nhá, 350 mã số là 700 cho em luôn này. Sao béo tiếp dáng mít trắng cổ lông.
một em phao béo này mix dáng cổ lông cho em. Em này mọi người chỉnh eo được theo eo của chính mình ạ. Size L, 55 đến 60 cân mặc vừa em này. Chiếc eo nhìn như dáng áo váy. 300.000, mã số là 709 cho em. Mã số là 709 nhá. Hàng Get Us, hàng của Mỹ này. Hàng Get Us, hàng của Mỹ cho em luôn nhá. Em này đấy ạ. Cổ à, mũ lông xịn này, một em mix mũ lông này. Get Us hàng của Mỹ, 50 tầm 57 cân của nữ cho em. 50 57 cân của nữ này mix mũ lông. Bán em này 300.000. Chốt cho em mã số là 295 cho em luôn. Mã số là 295. Đây, chị Hoài Anh. Đây, ai phao đen ngắn đây. Ai hỏi phao đen ngắn thì đánh em này nhá mọi người nhá. Em này là của nam rồi. Đen ngắn này là của nam các chị ơi. Đen ngắn cho nam này, 60 67 cân mặc với những em này. 60 67 cân của nam thì lấy ngay em này cho em luôn này. Bán em này các chị chỉ với giá là 300.000, mã số là 46. 300.000 chốt cho em, mã số là 46 này đẹp thế nhỉ. Em này mới lắm chị ơi, đanh lắm. Đây chị này, ôi, mới cứng chị ơi. Mới có mất mũ rồi, thích còn 200.000 luôn nhá. Thích mất mũ còn 200.000 cho em luôn các chị này. Hồng đi ok, yên tâm, thích màu gì bảo em để em lên nhá. Em này ạ, size M lớn của nam này, 55-63 cân mặc vừa này của nam. 55-63 cân của nam, mất mũ nó sẽ còn 200.000 cho em thôi nhá. 200.000, mã số là 334. Mã số là 334 cho em luôn này. 334, size chuẩn L cho em. Lời, em lời là của nam chị ơi. Lời của nam nhưng mà nó là cái dáng giống như kiểu là nhỉ? Nó giống như kiểu là cái dáng mà kiểu thể thao mọi người, nó không phải là quá dày đâu nhá. Dáng mỏng nhẹ vừa phải thôi. Mặc kiểu thời trang thể thao khoác nhẹ nhẹ thôi. Khoảng tầm độ từ 55-63 cân của nam nhá. 55-63 cân của nam này, 300.000, mã số là 223 cho em. Mã số là 223 cho em rồi nhá. Mã 223 cho em luôn này. Phao xanh đi. Này thì quá xinh rồi, hàng hiệu Fila các bác ơi. Một em hàng hiệu của Fila nhá. Thích hàng hiệu nhanh tay cho em những em này đi. Size 105 này, hàng hiệu của Fila. Em này ạ, 105 này theo em là 105 của nữ nhá mọi người nhá. 60-67 cân của người em này. 60-67 cân của nam, à của nữ này. Fila hàng hiệu, bán em này 350, mã số là 123. Hàng hiệu này, 350, mã số là 123 cho em luôn này. Mã 123 này, tiếp theo này. Em này nhá, mic nho gọi là, em này mic toàn bộ là dạng tuyết cho em này. Mic toàn bộ dạng tuyết cho em, 45 tầm độ 53 quay đầu. 23 chị Hoài Anh. 45 tầm độ 52, 53 cân nhá, dạng tuyết này, 300.000, mã số là 252, phao béo mic dạng tuyết. Mã số là 252 cho em này. Phao béo là kiểu dáng mà vô cùng dễ mặc mọi người ơi. Đây là phao béo nó còn phối với em tất cả những cái dáng bomber nhá mọi người nhá. Bất kỳ ai kể cả là nam nữ đều mặc được hết cho em luôn á. SML cứ dưới 60 cân mặc quần những em này, bất kể là nam hay nữ nhá mọi người nhá. Già trẻ là mặc được hết cho em. 300.000, mã số là 147. 300.000, mã số là 147. Hàng hiệu Bang Bang Jean này. Em lấy mất mũ nhá, bán 200.000 cho mọi người luôn. Rất là đẹp luôn. Size 105 của nam đây ạ. Size to của nam đây. Chị nào mà có chồng mà size đại lấy em này đi, bởi vì size đại không có nhiều của nam nhá mọi người nhá. 70 hoặc 75 cân mà không vừa không, em 75 80 cân mặc của em này. 75 80 cân của nam thì lấy ngay này, hàng châu Âu đấy ạ. 75 80 cân của nam thì lấy ngay em này cho em luôn vì không có nhiều size to đâu nhá. 200.000 phí cất mũ này, mã số là 775 cho em. 200.000 này, phao lông vũ nhá. Mất mũ còn 200.000 thôi. Mã số là 775 cho em luôn em này. Cái dáng parka của nó thì bình thường em phải 500.000 nhá mọi người nhá, không có giá rẻ hơn luôn. Size số 95 hàng interview. Em này là hàng của nữ các bác này. Ai hỏi những cái dáng parka của nữ thì mình nên lấy những em này cho em nhá. Rất là màu sắc của nó rất là sáng, rất là tôn da. Thứ hai nó là dáng parka và nó là da lộn đấy ạ. Em này ạ, 55-60 cân mặc vừa em này. Không, 53-60 cân nhá. 53-60 cân mặc vừa em này cho em luôn này. Em này là dáng của nó là dáng kiểu parka ấy. Bán giá 300.000 thôi nhá. 300.000 là số là 354. Giá vừa mềm vừa đẹp các chị luôn. Không mua. Giá số là 354 cho em luôn này. Mã 354 này. Ai hỏi em màu đen nắng dài đâu rồi ạ? Ai hỏi em màu đen nắng thì nhanh tay cho em nhé mọi người nha. Một em màu đen. Em này nó là phao béo và nó là màu đen dáng dài cho em luôn. Dáng đến đúng đầu gối của em luôn chị này. Em này thoải mái ML, 50-60 cân mặc vừa em này. 50-60 cân nhá. Bán em này 300.000, mã số là 782 cho em luôn này. Mã số là 782 cho em luôn nha. Em này siêu đẹp nhưng mà em này hơi bị lỗi chút xíu bán mọi người, rẻ rẻ mềm mềm thế này. Em này nhá mọi người nhá, bị lỗ ở phần cổ này. Đây, cái phần này mọi người nó không phải cổ đâu, nó là phần mũ ấy. Để bên châu mà người không thích cái mũ đâu, thích kiểu để giấu mũ đi ấy, thì mình có thể kéo khá là để mũ ra là sẽ không nhìn thấy gì. Phải làm hai chị Vân Anh Nguyên chị. Em này ạ, XS và S thôi. Xem nào.
em này F và M nhỏ luôn các chị ơi, dưới 53 cân mọi người thì em này khoảng tầm độ từ 45 đến 53 cân này, mở khóa ra và lấy mũ ra là sẽ chết được cái phần lỗ đấy mọi người nhá. Bán em này phải ra 200.000 thì bị lỗ nhẹ. 200.000 chốt cho em mã số là 815 này. Phao rất là dày dặn luôn. Mã số là 815, chất dày dặn, đẹp, mới. Hàng hiệu của Đáp. Hàng hiệu không phải nghĩ nhá mọi người nhá, riêng bảo rồi, riêng hàng hiệu hàng của Đáp này, hàng của Nike này, rồi những cái hàng hiệu hàng thế giới mọi người. Không phải tự nhiên mà được thanh tiếng như vậy đâu, nên mình cứ tin tưởng chất lượng của nó luôn nhá. Size số 90 là size S rồi, nhưng em này là S của nam. Khoảng tầm độ từ 50 đến tầm độ 55 cân của nam thì lấy này. Ai có chồng hay con trai nhỏ nhỏ thì lấy này cho em nhá. 50 55 cân của con nam này. Hàng hiệu Adidas nhá. Bán lên này với giá là 350.000. Chốt cho em mã số là 282. Màu đẹp rất đẹp luôn này. Mã số là 282 cho em nhá. Size nhỏ thôi. Dưới 55 cân mặc vừa em đấy. Trời ơi màu trắng các bạn này. Size 105. Màu trắng nó rồi nhá. Cả một kiện nó chỉ có vài em thôi. Nên bác nào cần trắng thì nhanh tay cho em. Em này mới nguyên cho em các chị nhá. Em này mới nguyên cho em luôn các chị này. Một em size to nó là ghi là size 105. Khoảng tầm độ từ 65-70 cân mặc vừa em này của nam này. 65-70 cân của nam. 300.000 mã số là 440 cho em. Mọi người đang lông vũ luôn rồi. Đẹp thế. Mã số là 440 nhá. Thao lông vũ cho em này. Mã số là 440. Size 160 của trẻ con này các bác ơi. Em này người lớn mặc được luôn mà trẻ con mọi người. Em này nhá mọi người nhá, người lớn mặc được luôn này, nó ghi là size 160. Nhưng mà theo em là S 45 50 cân là mặc đẹp cực kỳ luôn. 45 50 cân của nữ nhá. Em này vì là của trẻ con bán bằng giá trẻ con thôi, 250 chốt cho em mã số là 433. 45 50 cân là đẹp cực kỳ nhá, hoặc trẻ con gái khoảng cái tầm 35 40 cân lấy mày được. Mã số là 433 250 này. Mã 433 cho em mix màu đi ạ. Một em dáng mix màu này. Nhưng em thấy rất là nhiều những anh chị kiểu là chơi thể thao người rất là thích những kiểu dáng mix màu, kể cả từ phao hay là áo gió, cứ thích kiểu mix màu luôn ạ. Hai bên đánh màu này rất là gọn người luôn. LXL của nam, 60-70 cân của nam này. 350 mã số là 773. Mã 773 của nam cho em luôn. Mã 773 của nam nha. Phao dáng dài các chị này, phao béo dáng dài, phao nam, phao nam nâu phối ạ. Đấy em thấy đấy, phao nam nâu phối á. Chốt rồi ạ. Ôi, mọi người nhớ trong mã cho em nhé, chúng em sợ nâu phối thế là sợ các bạn đã chốt rồi. Các bạn không biết là mã nào chị Lê Kim nhập mã mọi người ấy, chốt chuẩn mã cho em nhá. Em này cái gì này, lò của nữ, 55-60 cân của nữ thì lấy em này. 55-60 cân của nữ, 300.000, mã số là 235, phát biểu hoang dài nhá. Mã số là 235 này, đây này, là ngắn thế này. Ai hỏi ngắn thì lấy ngay mày cho em luôn. 775 chị Lý Trần. Trời ơi, trẻ con hết rồi. Đúng rồi, em trẻ con mọi người. Em này của trẻ con, em mặc chậm kích và nó hơi ngắn tay ấy mọi người. Có bác bé nhá, khoảng tầm độ từ 33 hoặc 38 cân thôi. 33, 38 cân cho bác bé nhá mọi người nhá. Các con này, 33, 38 cân có cả mũ này. 250, mã số là 166 các bé. Mã 166, 250 này. 33, 38 cân nhá các bác. Đây, một em size L dáng siêu nhẹ. Một em size L, dáng của nó là dáng siêu nhẹ nhá. Cái lò này theo em là lò của nam rồi. Khoảng tầm độ từ 60-65 cân mặc vừa em này. 60-65 cân của nam này, siêu nhẹ của nam nhá. 300.000, mã số là 434 cho em. 300.000, mã 434, trời ơi. 166, chị Vân Anh Nguyễn Thị. Em này thấy đúng là thịt các bác nhá. Thấy thì đúng là thua luôn các bác ơi. Quá đẹp, thèm như là. Em này, chị này, hàng hiệu của Đáp này. Hàng hiệu của Đáp nó cũng nhỉ. Hàng hiệu chuẩn xịn của Đáp luôn, trời ơi, cái màu nó mê luôn các bác ơi. Màu này giống như Paka mọi người. Em này là lò của nam, 60-65 cân của nam. Vân Anh Nguyễn Thị ạ. 60-65 cân của nam cho em mọi người nhá. Hàng hiệu của Đáp chị này, hàng của Đáp này. Đây. 60-65 cân của nam này, hàng hiệu của Đáp. Em này nhá, mất mũ phải còn 200.000 thôi. Mã số là 393. Mất mũ này, 200.000 mã số là 393 cho em. Hàng sweet này size 95, trời ơi đẹp. 434 chị Nguyễn Thị Vân. M nhá, 50 tầm 57 cân. 50-55-57 cân mặc vừa thì em này sao mà đẹp thế, biết đọc dáng ngắn hay hỏi dáng ngắn đây này. 300.000 mã 377, hàng sweet xin luôn. 393 chốt chị Hoành Quê. Hàng hiệu mọi người, mã 377 này. Em này mọi người nhá, em bị lỗi rồi. Em này trong rồi, bong ra túi mọi người ạ. Em này bị chóc ra túi nhá mọi người nhá, phích còn 200.000 cho mọi người luôn này. Chóc ra túi này đẹp lắm. S M nhỏ dưới 53 cân mặc vừa nhá, em chóc ra hai bên túi này. 45 tầm 53 cân. Chéo bé bên trong các chị cậy cái ra là xong mà. 200.000 chốt cho em mã số là 324 nhá. Mã số là 324 chắc đẹp dã man. Hai em bomber các chị này. Hai em bomber lẫn đấy các chị, em bán cho chị luôn nha. Bomber lẫn này, bomber này bảo rồi. Bất kể là già trẻ đến bé mặc hết cho em luôn. Em này không to là của nam nhá. 80 khoảng tầm độ không, em 75 80 cân mặc của em này. 75 80 cân này, 300.000 mã số là 247 cho em. Mã số là 247 cho em này.
Em này thì màu nhẹ nhàng hơn nhá. Màu nó kiểu xanh min min bạc hà ấy, bạc của nữ. 45 tầm 53 cân thôi. 45 53 cân của nữ này, cũng là bomber dáng phao béo. 300 nghìn mã số là 430. 300 nghìn mã 430 cho em luôn này. Trời ơi này, úi dồi ôi. À, đúng rồi chị Nguyễn Minh Minh. Dã man rồi ạ. Lông mũi rồi. Lông mũi em là chất lượng dã man chị ơi. Em này là của nam nha, 60-65 cân của nam nha. Size L của nam này chất đỉnh dã man, màu cũng đẹp, chất cũng đẹp, mắt mũi phết còn 200 nghìn. Lông mũi dày tặng kỳ, mã số là 185, chất lông dày luôn rồi ạ. Chắc chắn ấy. Mã số là 185 nhá, chỉ 200k. Đây, dáng siêu nhẹ đây ạ. Lên mà em siêu nhẹ dáng màu hồng nhá các bác nhá. Siêu nhẹ màu hồng này, 45-50 cân là đẹp nhất rồi, chuẩn S đấy này. 45 không chị Trần Thị Quý. 45-50 cân thì mặc vừa em này. 300 nghìn là số là 239 cho em nhá. Lông cũ, à, dáng siêu nhẹ này. Mã số là 239 cho em luôn. Dáng thể thao đấy ạ. Hàng hiệu của Ý. Lông cũ nhá. Mà em hàng hiệu của Ý này nhá, em này của trẻ con rồi. Hàng hiệu của Ý size 130 cho các bé nhá. Người nhá, em này em nghĩ không đến 130 phải hơn đấy. Em này phải tầm khoảng tầm độ từ 30-35 cân của các con. 30-35 cân các bé nhá, đấy, bé nam rồi, hàng hiệu của Ý luôn. Lông vũ cho em nhá, 250, mã số là 753, đã bằng áo trẻ con luôn á. Mã số là 753, 250 cho em này, hàng hiệu của Ý luôn. Mã 753 cho em luôn này, dáng áo phao nhá, size số 77. Dáng áo phao này size số 77, tức là tương đương với cả size L cho em luôn. Em này nó là dáng phao béo nhá mọi người nhá. Em này cái phao của nó là phao béo nhưng mà nó lại là lông vũ các bạn, cực kỳ cẩn thận luôn. Phao béo lông vũ thì nó quá chất lượng rồi. Vậy đó ba chị Trần Thị. 55 đến 60 cân, maximum 63 cân vừa những em này được. 350 mã số là 717. Lông vũ nó rất là dày dặn mọi người ạ. Phao béo thì nó chỉ là trần thôi, em này lông vũ luôn. À, tiếp lại lông vũ, tiếp lại cho em lông vũ xịt các bạn. Em này nhá, vừa nhẹ còn vừa đẹp nữa. Lông vũ cho em này, size 100 này theo em là 100 của nam, bởi cái form tay của nó khá là dài cho em. 60-65 cân của nam này. 60-65 cân. 60-65 cân của nam cho em luôn này. Bán cho em này nhá, 300 nghìn của nam, phao lông vũ á. Mã số là 183, em này không quá dày mọi người nhá. Không quá dày ạ, mã số là 183 cho em luôn. Mã 183 cho em luôn này. Mã 183 này. 183 cho em luôn này. Đây, tiếp theo ạ, size XL đi mọi người ơi. Em đã XL. XL này, XL của nam luôn này. 65 đến 70 cân mặc vừa em này nhá. 65-70 cân của nam nhá. 300 nghìn mã số là 490 cho em luôn này. Mã số là 490 cho em luôn các bác nhá. Đây, ai hỏi màu đen trắng dài lấy em này cho em này. Mic của bông này đẹp xinh chưa? Em này chuẩn rất cẩn thận. 183 chị biết rồi. SM 48 tầm 55 cân giá bụng chân của em. 48 đến 55 cân nhá. Ở bán em này với giá là 300 nghìn mã số là 768 cho em. 300 nghìn nữa, 768 cho em một cái màu hồng này. Ai ở hồng cho mọi người ạ? Trời ơi, dáng siêu nhẹ cho em đẹp thế. Dáng siêu nhẹ chuẩn S, 45-50 cân, sao đẹp chưa này. 45-50 cân siêu nhẹ nhé mọi người nhé, dáng khác của nữ. 300 nghìn mã số là 283. 300 nghìn mã số là 283 cho em luôn này. Mã số là 283 cho em luôn các bác nha. Phao béo đây. Ai hỏi phao béo thì lấy ngay em này cho em. Mấy em phao béo chị này, em này màu nó xinh lắm, cái màu nó nâu ve. Size S lớn là M 50, à không, em phải tầm độ từ 48-52 cân. 48-52 cân, 300 nghìn mã số là 388. Mã số là 388 cho em mọi người nhá. 388 này, áo của nam tiếp này. 283 cho chị Hương Hồng Phạm Thị ạ. Size 105 của nam nhá mọi người ơi. Size 105 của nam, tức là size to của em, đó là khoác kiểu siêu nhẹ ạ. 65-70 cân mặc vừa của nam đây ạ. 65-70 cân của nam, 300 nghìn, mã số là 847. Mã số là 847 cho em mọi người nhá. Mã 847 này. Đây là tiếp theo thì này. Em này tiếp hàng chị ơi, chị đang em hỏi rồi nhá. Dĩ nhiên em nào mà ghi là made in Korea mọi người thì phải lấy luôn, bởi ra lúc nào hàng của Hàn rất là xịn mọi người ạ. Hàng là phải lấy ngay, không phải suy nghĩ nhiều đâu. Tiếp theo này, một em hàng của Hàn cho nam luôn này. 65-70 cân của nam tiếp luôn. 65-70 cân của nam nhá, dáng kiểu siêu nhẹ. 300 nghìn là số là 816 cho anh nam này. Mã số là 816 cho anh nam nhá mọi người nhá. Mã số là 816 cho anh nam nhá. Chị ơi, bên trong này. Lót nỉ 100%. Lót nỉ 100% cho em mọi người này. Em này XL nhá mọi người nhá, 2XL cho em luôn. Nhưng em này theo em thì là dáng của nữ nhưng mà size to ấy. Khoảng tầm độ từ 60-65 cân của nữ này. 300 nghìn mã số là 396 cho em nhá mọi người nhá. Mọi người có ít ở đây nó bị lỗi, mọi người áp màu nhẹ hoặc là nó bị làm sao đó sẽ fix cho mọi người luôn nhá mọi người nhá. Tất cả fix em này còn 200 nghìn cho em thôi. Làm em lông vũ này. Lông vũ siêu nhẹ cho em nhá chị nhá, rất là xịn luôn ấy.
màu đẹp, chất đẹp này, lông vũ siêu nhẹ cho em luôn này. Em này bị bẩn ngực nhá mọi người, bẩn ngực chút xíu thôi này. Đây, bẩn ngực một tí tẹo tẹo thôi. Bẩn ngực một tí xíu mọi người nhá, bẩn một tí tẹo 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 thôi này. 200.000, 45-50 cân, lông vũ siêu nhẹ cho em, cái màu cực kỳ đỉnh luôn, màu là màu tím đậm. 200.000 mã số là 240. 200.000 mã số là 240 cho em luôn này. Hai cần màu đỏ không nhanh tay cho em. Màu đỏ, màu vàng mặc dù riêng những màu màu nổi bật mọi người mình lấy ngay cho em bởi vì nó không có nhiều nhá. Đa số cái dòng phao Hàn nó sẽ chỉ là những cái màu tối nhiều hơn là những cái màu sáng ấy mọi người. Tiếp theo này em màu đỏ này, dáng kéo khóa lệch cho em luôn ạ. Em này size M lớn 53-57 cân. 53-57 cân mặc vừa em này thủng tay chị này. Em này bị thủng tay nhá. Thích người 150 mà người em này bị thủng tay ở đây này. Không này, lỗi không sửa được, các chị về các chị có thể dính hình lên được nhá mọi người nhá. 150 này, chốt cho em mã số là 364 cho em luôn này. Màu đỏ, mã số là 364. Ôi dồi, đẹp này bỏ qua rồi mọi người ơi. Đẹp này mọi người đừng bỏ qua nhá mọi người, những cái lỗi này rất là nhỏ thôi. Nó không đáng bỏ qua mọi người. Vì cái giá sẽ rất là mềm mọi người luôn. Size số 95 của Nam các chị này. Em này khen em phải tận dụng size L của Nam rồi. 60-65 cân của Nam nhá mọi người nhá. Em này áo phao lông vũ của Nam dáng thể thao này. Em này bị rách ở tay các chị nhá, bị rách ở tay nhẹ nhẹ này. Đây cái tay các chị này rách rất là nhẹ thôi chị ơi. Rách cực kỳ nhẹ cho em mọi người nhá. Bán em này với giá 200.000, mã số là 361. Đây là phần này chị ơi. Hồng phấn tiếp này các bác này. Hồng phấn lấy em này cho em đi ạ. 45 tầm độ 53 không quay đầu. 45 tầm độ 52-53 cân mặc vừa như em này. Em này áp màu các chị nhá. Áp màu nhẹ nhẹ của các chị này. Bán em này 200.000, chốt cho em mã số là 248 cho em. 200.000, chốt cho em mã số là 248 nhé mọi người nhá. Và em bị lỗi thôi. Size M tiếp cho em mọi người. Một em size M nhé mọi người nhá. Màu của nó hơi màu ghi xám này. Lên một em hàng Hàn này, màu ghi xám cho em mọi người nhá. Áo tím ở trong em bao nhiêu kìa? Tím này là mã 364 chị ơi. Mã 364 chị, chốt cho mã 364 chị ơi. 45-50 cân này, dáng kiểu siêu nhẹ này. 45-50 cân mặc vừa em này này. Rách tay nhẹ nhàng cho em luôn này. Rách ở tay cho em mọi người nhá. Nó chỉ rách một cái vệt nhỏ nhỏ thôi mọi người, em chẳng nhìn thấy đâu. Giá chị Hồng Phạm Thị. Rách một vệt nhẹ nhẹ thôi mọi người nhá. 200.000 mã số là 825 cho em. 200.000 rách cái tay này, mã số là 825 cho em luôn nhá. Đã 825 này của trẻ con các ơi, size 150. Cho bé nào khoảng tầm độ từ 32-34 cân nhá mọi người nhá. 32-35 cân ạ. 32-35 cân mặc vừa em này, nhưng phải 100.000 cho các bé này, bị rách cả tay này. 100.000 cho các con, mã số là 307 cho các bé. 100.000 cho các con, mã số là 307 nhá. 33 khoảng tầm độ 36 cân mọi người nhá đấy. Giá bắt ca chị ơi, những giá bắt ca thì bình thường giá 500.000 nhá mọi người nhá. Còn em siêu phẩm rồi, mà vì lỗi rất là nhẹ mà mất đi nó rất là tiếc các mọi người. Nên là mình lấy để mình mặc cho em mọi người nhá. Khoác bên ngoài mọi người, trời mưa vậy mình khoác bên ngoài cho em được luôn. Đây này, tiếp này, size 165 cho em nhá. Em này thì size nhỏ rồi. Em này nhá mọi người nhá, một là các bé khoảng tầm độ một là các bé khoảng tầm độ từ 38-42 cân. Hai là chị nào người nhỏ nhỏ dưới 45 cân thì lấy em này được cho em nhá. Dưới 45 cân là ok này. Các con được mình được này. Em mình bẩn nhẹ các chị nhá, về các chị giặt cho em luôn. Bán em này 200.000 thích lỗi luôn này, mã số là 376, chất dày là đẹp dã man này. Mã số là 376 nhá, lông vũ này, dáng parka lục 200.000 thích lỗi luôn này, bẩn tay này. Mã số là 376 cho em luôn các chị nhá. Đây, cũng là màu tím dáng siêu nhẹ đây. Cũng là màu tím này, dáng siêu nhẹ cho em luôn các chị nhá. Đây, tím dáng siêu nhẹ này. Size L 55-60 cân. 55-60 cân mặc vừa em này. 200.000 nhá, chốt cho em mã số là 772. Mã số là 772 cho em luôn này. Mã 772. Màu trắng đi, bomber màu trắng đi ạ. Bomber màu trắng là ai mặc lên cũng được mọi người nhá, em bị xô bông rồi. Bị xô bông nhá, phép còn 200.000 thôi. S 45-50 cân này, bẩn tay các chị này. 200.000 mã số là mã số 503 cho em này. 200.000 mã số là 503 cho em luôn nhá, các bác nhá. Mã 503 này của em này. Hey, chảy ra mọi người ạ, nó bị chảy ra ở túi và ở cổ mọi người. Nhưng cái lông nó đẹp lắm. Đây, hàng rít này, hàng cam rít này. Đây, cổ mít lông cho em, lông gấu này xịn sò cực kỳ. Người bỏ ra lông ra cũng được nhé mọi người nhá. Phao lông vũ của Nam này các chị ơi. Em này size M lớn của Nam, 57-63 cân một vừa của Nam. 57-63 cân này, lông vũ này. Đấy, em này nhá, chắc giả cổ ở túi người đẹp, mọi người cậy hết cho em là được. 200.000 mà số là 333, đẹp lắm. 200.000 mã số là 333 dòng bắc ca cho em bác ơi. Còn khoảng váy nó hết mọi người nhá. Mấy váy nó hết là khoảng 8 nó hết mọi người, chụp em nó hết cho mọi người nhá. Không còn nhiều đâu, nhanh tay hết cho em luôn này. Em này này, em này ạ, M lớn 57 à, từ 53 60 cân mặc vừa em này, M lớn và L 53 60 cân này.
dáng parka màu vàng, bên ngoài là da lộn, bên trong nó là lót lông cừu hết toàn bộ nhá mọi người nhá, này trần này, lót lông cừu này chỉnh eo được. Rồi 60 cân mặc với em này của nữ có mũ này. 300.000 mã số là 354 cho em luôn. 300.000 mã số là 354 cho em luôn này. Đây, phao béo tiếp nha, size M. Hai. Phao béo size M và L, 50 60 cân. 300.000 mã số là 210. 300.000 mã 210. Ui, hàng hiệu của Súp các ơi. Hàng hiệu của Súp nha các bác. Dáng đen, dáng dài này có nó biết lông vũ cho em cơ ạ. 354 chị Giang. M lớn và L, 53 60 cân. 53 60 cân này, lông vũ dáng dài. 350 mã số là 182. 350 mã số là 182 em luôn này. Ở cổ này mất màu, mất màu chị này, cổ mất màu này. Đó. Nó chỉ là cái phần kéo khóa mọi người ạ, không quan trọng đâu. 210 chị Giang Si. M lớn 53 57 cân. 53 57 cân một vườn em này cho em nhá. 200.000 mã số là 815 đi tiếp lỗi nha. Mã số là 815 em luôn chị này. Còn 5 em cuối cùng là hết nhá mọi người nhá. 45 tầm độ 53 quay đầu. Mồi này. Mồi đẹp không, em này phải to hơn được này. Em phải khoảng tầm độ từ 48 tầm độ 55 cân của nam đến nữ đều được hết nhá. Cứ dưới 55 cân mặc vừa em này cho em bất kể là nam hay nữ. Bán em này 300.000 mã số là 174 cho em luôn này. 300.000 mã số là 174. Trời ơi lông vũ em khác ơi. Bên trong nhá, lót bông hết toàn bộ cho em. Lót bông lót lông cừu hết toàn bộ, size 100 đây ạ. Dáng này là dáng của nam rồi. 60 65 cân của nam này, mix cái màu này rất nó rất là đẹp, rất là sạch luôn các chị nhá. 300.000 mã số là 429 cho em. Đẹp dã man. 300.000 mã số là 429 cho em đúng không chị này. Khoác dáng dài đi. Khoác dáng dài 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân mọi người nhá, mắt 53 cân mặc vừa như em này. Em này dáng dài này đúng thân của em. 300.000 mã số là 768 cho em luôn nhá. Mã số là 768 cho em luôn này. Hai em cuối cùng cho em này. Một em này là em của nam nhá, mất mũ nhá, chỉ còn 200.000 cho các chị thôi. Em này của nam, ai có chồng size to thì lấy em này đi. 65 khoảng tầm 70 cân mặc với em này. 65 70 cân của nam này. 200.000 mã số là 334 này, thích mất mũ nhá. Mã số là 334 cho em này, em này mua được 2 chị. Mua 1 được 2 nhá. Nó là phao bóng cho em và cái phao nó ôm chặt người các chị nhìn này, nó ôm chặt người này. Đó. Rất là ôm luôn này. Em này ạ, thoải mái 45 đến 50 cân mặc với em này. 45 đến 50 cân mặc vừa em này cho em này phao lông vũ nhá. Bán em này cho chị với giá là 250.000. Chốt cho em mã số là 700. 250 này chốt cho em mã số là 700 hết nhá mọi người nhá. Không còn nữa nhá. Hết phao này các bác ơi. Chốt phải là cái gì nhỉ? À có em này cái chị này hớt đầu nhẹ này. Nó hơi bị áp màu nhẹ nhá mọi người nhá. Mà thực ra theo em này mặc vẫn được cái màu của nó mọi người. Cái màu của nó khá là tối mình không sợ đâu. Size số 95 tức là size M thôi mà em lên mọi người là 182 bao nhiêu cân em. Em này chị này, 50 57 cân nhá. 50 57 cân này 200.000 fix lỗ luôn, mã số là 516 áp màu nhá. Mã số là 516 200.000. Đây này, size 1 là 110 này, size to này. 75 cho chị Ellie Nguyễn. Size 110 size to nha mọi người này. 110 là của nam nhé mọi người nhá. 70 75 cân nhá. 70 75 cân đẹp thế này, lông vũ này. 70 75 cân mặc quần nhà em này. Rách này. Rách nhá, 200.000 luôn nhá. 200.000 mã số là 290. 200.000 là 290. 200.000 là 290 cho em nhá. Em ở đây bị lỗi nhẹ em thích mọi người luôn. Hết 200.000 luôn. Đây mà. Size 45 này, anh nhìn thấy to vậy đâu. 48 tầm độ 55 cân mọi người ơi. 48 55 cân nhá mọi người nhá. 200.000 luôn này. Mã số là 467 cho em luôn này. Mã số là 467 cho em nhá mọi người nhá. Này hỏng khóa này chị này. Đây nhưng em này rất là đẹp luôn á. Màu đỏ cho em nhá mọi người nhá. Ở đây nó ghi là size 105. Đẹp cực kỳ luôn. Size 105 cho em mọi người này. 467 chị Phương Vũ. Sang tay bị xoắn mọi người ạ. Cái tay của nó hơi bị xoắn một chút xíu nhá mọi người, sẽ sửa trước khi gửi mọi người nhá. Tay bị xoắn rồi, em sẽ sửa trước khi gửi mọi người luôn. Em này ạ, size của nam đây ạ, size to của nam đấy mọi người nhá. Khoảng tầm độ từ 65 70 cân mặc vừa em này hoặc maximum 75 cân cũng vừa em được cho em luôn này. Em này bán luôn mình giá là 350 này. Chốt cho em mã số là 401 cho em này, lông vũ nhá. Mã 401 kia xoắn bị xoắn. Mã số là 401. Mã 401. Ôi giời ơi, này em này đẹp thế nhỉ. Đẹp các bạn, tay còn thêu quá mọi người ơi. Tay còn thêu cho em nhé mọi người nhá. Em này dáng kiểu em này dáng giống kiểu parka mọi người, size số 92, size nhỏ rồi. 45 đến 50 cân lấy em này đi ạ.
45-50 cân màu vàng siêu đỉnh cho em bắc ca nhé, 350. À, áp màu tay là 200.000 này. Áp màu tay là 200.000, mã số là 409 cho em luôn. Mã số là 409 cho em luôn nhé các bác nha. Áo mít mũ lông này, hàng của Pin Poly này. Hàng Pin Poly này. Là hàng đánh gôn cho mọi người ạ, hàng xịn sò cực kỳ luôn, size 100 nhá. Em này bong ra, chị này bong ra, bong ra đây này các chị này. Bong ra đây nhá, fake của mọi người 150 nhá. Bong ra bên cạnh cho em là fake 150. Size 100 của nữ đấy ạ. Em này khoảng tầm độ từ 60-65 cân vừa của nữ. 65 cân của nữ này, 150, mã số là 791 của nữ này. Tiếp tích bong ra nhá. Mã số là 791 của nữ này. Dương dương, mất mũ nhá bác ơi, mấy mất mũ này, cái này cũng là size to rồi. Một em hàng của Nepa mọi người ơi. Hàng của Nepa nó là dạng chuyên dòng thể thao mọi người nhá. Dòng thể thao này, em này khoảng tầm độ từ 70-75 cân của nam. Em này 150 mất mũ, mã số là 149 nè. Mã 149 này, áp màu xong một chút nhẹ này. Phải em đây. Một chút, một chấm bẩn nhẹ thôi mọi người ơi. Một chấm nhẹ nhẹ thôi nhá mọi người nhá. 45-50 cân mọi người nhìn em này đẹp chưa? 45-50 cân cho em. 45-50 màu trắng đẹp thế nhở. Bán em này nhá, 200.000 thôi. Ôi lông vũ luôn các bác. 200.000 mã số là 721 cho em. 200.000 mã số là 721 cho em các nha. Size 105 của nam này. Có chị Loan Nguyễn. 105 của nam nhá. Em này là size to lắm mọi người ơi. 65-70 cân này em phải bị số bông này. Bán em này với giá là 150 mã số là 781 số bông nhá. 781 đây. À, em áo này mặc lại cho mọi người nhỉ. 721 chị Trang Phước. Hàng của súp mọi người nhá. Của em hàng hiệp của súp này. Em này nó có nó là áo lông vũ dáng dài. Áo phao lông vũ dáng dài cho em luôn này. Size M và L nhá. 53-60 cân mặc của em này. 53-60 cân mặc của những em này cho em hàng hiệu của súp này. Lông vũ luôn. Dáng dài đầu gối của em nhá. 350 mã số là 182. 182 nhá mọi người nhá. Làm hết nhá. 182 làm hết rồi nha các bác ơi. Em hết rồi các bác. Mọi người em nghỉ thôi nhá mọi người nhá. Khách mới cho em xin đầy đủ thông tin cho hệ chỉ cho bên em luôn các chị này. Hẹn mọi người mai em sẽ like mọi người lúc chắc là khoảng tầm độ 12 giờ 12 rưỡi trưa nhé mọi người nhé, và 8 giờ 8 rưỡi tối. Ai cần thì hẹn mọi người ngày mai nhé, và rồi em nghỉ thôi ạ. Mọi người xem like của em, hẹn mọi người ngày mai, tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.